Thưa xin kính chào các anh chị em. Xin kính chào quý thầy, xin kính chào quý cô và xin kính chào các vị tu sĩ khắp tại Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Những người Việt Nam và thuộc bất cứ mọi tôn giáo nào, xin kính chào các vị. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay, buổi nói chuyện của ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng nó vừa là tâm tình, nó vừa là chuyên trở một số những thông tin với nhau. Chúng tôi cũng rất mong rằng sẽ những cái buổi nói chuyện của chúng tôi, những buổi live stream của chúng tôi sẽ có được những sự hữu ích đối với anh chị em, đặc biệt là với các anh chị em tại Việt Nam, khi mà chúng ta đối diện với một cái cuộc truyền thông, cái xã hội Việt Nam mà có nhiều sự bưng bít. Chính những sự bưng bít truyền thông đó, nó làm cho chúng ta rất khó đoán định để đưa ra được một cái quyết định nào đó nó chính xác về đời sống của chúng ta, đời sống vật chất cũng như là đời sống về tinh thần, đời sống về tâm linh. Đất nước Việt Nam trong 40 năm trở lại đây, nó có một cái hoàn cảnh là nó có một cái phần, gọi là một phần của cộng đồng dân tộc phải sống lưu vong, phải sống ở nước ngoài. Và không phải là chỉ có cách một biên giới với 100-200 cây số, mà chúng ta có những cộng đồng sống cách xa tổ quốc hàng 13.000 cây số, 14.000 cây số. Chúng ta cách nhau không phải là một biên giới mà là nhiều biên giới, và thậm chí là qua cả hai đại dương chứ không phải là chỉ có một đại dương. Cộng đồng lưu vong của chúng ta vì thế đó đang tạo ra một cái nhìn chung nó tương đối còn là phức tạp. Tôi có một vị linh mục mà tôi từng gọi là thầy, cho tới giờ này tôi vẫn coi đó là một vị thầy của tôi, một vị linh mục. Tôi xin đây là một cái lá cờ mà vị linh mục đó đã vẽ ra. Thì các anh chị em thấy nó có một cái sự khác biệt, đó chính là cái phần cái tam giác này, tức là tam giác và màu xanh nước biển, và có 5 ngôi sao. Vâng, thưa các anh chị em, tại sao lại có cái tam giác đó? Thưa các anh chị em, đó là một bản vẽ của linh mục Vũ Minh, một vị trung tá của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ và là tuyên úy trung tá của quân lực của Hoa Kỳ, có một cái thời gian chiến đấu tại những vùng hết sức là khó khăn, hết sức là gian khổ, hết sức là nguy hiểm ở vùng Trung Đông. Vị linh mục này có 12 năm, tôi nhớ không là 12, 13 năm. Xin lỗi anh chị em nhé. Có 12 hay 13 năm trong cái cuộc chiến rất dữ dội tại Afghanistan. Và cái ý thức của vị linh mục này sau rất nhiều năm ở tại chiến trường đó, vị linh mục này đã hình thành ra một cái khái niệm liên quan đến một lá quốc kỳ. Sau khi tôi được tiếp xúc và làm việc chung với vị linh mục này thì chúng tôi quyết định là dùng cái lá quốc kỳ này với nhau trong những tổ chức, trong những tổ chức văn hóa và chính trị mang cái mưu đồ phục hưng đất nước. Thì các anh chị em thấy đó là cái lá cờ đó nó là một lá cờ vàng, và thay vì là ba sọc thì ba sọc rời nhau đã nhập thành một, chỉ là một sọc thôi. Chính cái một sọc ở giữa đó, nó mang cái giá trị lịch sử và nó mang cái giá trị phong thủy.
Khi một sọc như vậy là chúng ta có một lá quốc kỳ từ thời quân chủ của chúng ta để lại. Màu vàng là màu chủ yếu của đất Việt, của người Việt. Và khi lá cờ mà ở giữa chỉ còn là một vạch thôi, tức là ba vạch vào thành một vạch, thì nó trở thành một cái lá cờ của lịch sử từ thời quân chủ để lại, từ thời của vua Thành Thái. Đó là Long Tinh Kỳ. Đồng thời nó cũng làm cho dễ hiểu hơn đối với chúng ta, những người Việt Nam, là nó thay vì là ba vạch như vậy thì rời nhau thì nó đã là thành một sự thống nhất xuyên suốt trên cái màu vàng thân yêu của Tổ quốc. Đó là một cái nhìn, gọi là cái nhìn đơn giản, cái nhìn được giải thích theo cái nhìn bình thường, nó không thuộc về phong thủy quá. Bởi vì cái lá cờ vàng nó là một cái lá cờ vàng mà ba sọc, cũng như là lá cờ vàng ba sọc mà sọc ở giữa nó bị ngắt, thì nó là một cái lá cờ quẻ ly. Nhưng lá cờ quẻ ly, ly là lửa, tức là phương Nam. Màu vàng đã là đất đai lãnh thổ của phương Nam, thì cái quẻ ly là cái quẻ của phương Nam, cái quẻ thuộc phương Nam. Vì thế cái lá cờ vàng mà có chữ ly ở trên, tức là ba cái gạch như vậy mà ở giữa bị đứt đoạn, thì nó là hai cái vạch âm, xin lỗi, hai cái vạch dương ở bên trên và bên dưới, ở giữa là một vạch âm. Trong cái độn giáp, trong cái các cái quẻ của độn giáp, thì khi mà hai cái vạch bên trên và bên dưới, tức là ở giữa đó, ba cái vạch đó, thì ở trên và bên dưới nó liền nhau, thì được gọi đó là hai cái vạch dương. Và ở giữa là vạch âm, cái đó chính là quẻ ly. Tuy nhiên đó, vì rất nhiều những cái biến động, và kể cả là những cái một số sự ngộ nhận của những người Tây học muốn cho nó đơn giản, thì thôi thì cái vạch ở giữa đó, tại sao lại cắt nó ra như vậy, thì thôi nối nó vào. Thứ nhất là vừa dễ may, cái thứ hai vừa nhìn nó, tức là nó cũng gọn gàng hơn. Tuy nhiên cái đó nó đi vào một cái yếu tố đặc biệt khác của phong thủy, của các cái quẻ dịch. Tại vì khi mà chắp ba lại như vậy, nó thành quẻ trời, quẻ càn, tức là ba vạch dương liền nhau, thì nó thành cái quẻ gọi là quẻ càn. Thì càn tức là trời, càn khôn. Thì nó có những vấn đề trong đó. Cho nên vị linh mục đã có nhiều năm ở chiến trường Trung Đông, với cái tấm lòng khao khát nhìn về đất nước, đã hình dung và đặt ra một cái lá cờ màu vàng, và chỉ còn là một sọc, một vạch ở giữa mà thôi. Và một vạch ở giữa như vậy, nó có một cái góc trong cùng là một cái tam giác. Tam giác đó nó màu xanh và nó có 5 ngôi sao. 5 ngôi sao là 5 châu. Cái vạch màu xanh nó là biển cả, nó là hải ngoại. Và cái tam giác đó thì đáy của tam giác là hải ngoại, là các quốc gia hải ngoại. Và đầu của tam giác, tức là hướng vào giữa cái ba cái vạch chụm lại thành một vạch đỏ ở giữa, phân đều nhau, thì đó là tấm lòng của những người lưu vong, của những người Việt hải ngoại hướng về đất nước. Năm châu ở hải ngoại hướng về đất nước, hướng về con người Việt Nam, hướng về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Trong cái tinh thần đó, ngày hôm nay xin bàn thảo, xin bàn luận với các anh chị em về cái hai cái chữ lưu vong. Chúng ta, lịch sử của chúng ta, có phải chăng là thời đại này mới có những người lưu vong? Thời đại này mới có những người bị xô đuổi ra khỏi đất nước? Thưa không? Từ giai đoạn nhà Trần, nhà Lý, khi những người họ Trần lấy được ngôi của nhà Lý,
lặp lại với các anh chị em, những người dựng ra nhà Lý là chủng Bách Việt, từ chủng Sở Việt mà trôi dạt xuống phương Nam. Đó là những người Mân Việt của đất Thượng Hải ngày hôm nay dựng ra nhà Lý. Và cái triều đại nhà Trần cũng là những người họ Trần từ đất Thượng Hải, từ đất cuối kê của dòng Mân Việt trôi dạt về phương Nam, tránh những sự đánh đuổi, và họ còn sống sót. Họ là những tinh hoa của dòng Mân Việt đã cộng sức lại với những người Lạc Việt bản địa, là những người Mường của Việt Nam. Và chính những người từ Mân Việt đổ xuống như vậy, từ Phiên Ngung đổ xuống như vậy, được gọi là người Kinh. Một sự phân biệt khá là đặc biệt mà rất nhiều những cái nhìn của chúng ta chưa có đào ra được. Kinh, Mường. Kinh không phải là một dân tộc, mà Kinh là nhiều dân tộc lưu vong. Những dân tộc, những con người phải bỏ đất tổ của họ để trốn chạy kẻ thù, để trốn chạy những sự tàn ác đối với dòng tộc của họ, đối với tinh thần gia tiên của họ. Họ ôm hình ảnh của tổ phụ của họ để họ trôi dạt vào phương Nam. Đó là dòng họ Lý và dòng họ Trần. Những sự trôi dạt đó, họ chạy là họ chạy trốn ai? Họ chạy trốn con cháu nhà Hán. Thưa các anh chị em, đến thời nhà Trần lại tái diễn lại, lập lại một lần nữa cái cuộc lưu đày, một cuộc lưu vong của chính dòng họ Trần. Mân Việt đã triệt hạ dòng nhà Lý Mân Việt, thời bấy giờ đã gọi là Đại Việt, đã xóa nhòa đi cái gốc tích của mình để gọi nhau là Đại Việt, để gọi nhau là Kinh Mường, người Kinh, người Mường, người Lạc Việt. Và dòng họ Lý đã phải trôi dạt, đã phải ra biển và trôi dạt lên tận Cao Ly, tức là Triều Tiên của ngày hôm nay. Có một dịp nào đó tôi sẽ đến nơi cái xứ sở đấy, nơi vùng đất của những người hậu duệ của thời nhà Lý, của Lý Long Tường, để làm những buổi nói chuyện, những buổi trao đổi như thế này với các anh chị em tại Việt Nam. Để các anh chị em Việt Nam, tại Việt Nam chúng ta thấy rằng vì những yếu tố lịch sử, vì những yếu tố văn hóa mà chúng ta có cái tình trạng là người Việt phải lưu vong. Và lưu vong từ rất lâu rồi, từ những thời của nhà Trần và nhà Lý, tức là cách đây cả 1.000 năm. Đến xa xôi hơn để chúng ta nhìn vào lịch sử, để chúng ta thấy ra được cái yếu tố thành lập nước Đại Việt của chúng ta là nó thành lập bởi những con người bản địa Việt Nam, bản địa Lạc Việt, cùng với những con người Mân Việt lưu vong từ Thượng Hải, từ cối kê trôi dạt xuống cái lãnh thổ mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Việt Nam. Thưa các anh chị em, chúng ta cái giai đoạn 20 năm đổ lại đây, cái cộng đồng lưu vong nó mang một cái sắc thái khác. Khoảng hơn 20 năm, 30 năm, nó mang một cái sắc thái khác, mà buộc lòng chúng ta cần phải phân định, cần phải rạch ròi, cần phải công bằng để nhìn về những người lưu vong. Những người lưu vong Việt Nam trong cái giai đoạn từ 43 năm trở lại đây bắt buộc phải phân định ra làm 4 cái thành phần lưu vong. Thành phần lưu vong thứ nhất là lưu vong vì chính trị, tức là lưu vong như những thời của dòng họ Lý phải trôi dạt vào phương Nam, từ vùng đất cối kê, từ vùng đất Sở Việt mà phải trôi dạt xuống phương Nam, kể cả là dòng họ Trần của Mân Việt trôi dạt xuống dưới Quảng Đông, trôi dạt xuống dưới Giao Châu, trôi dạt xuống dưới Điền Việt, tức là Vân Nam, rồi
đi vào Việt Nam, trôi dạt vào Việt Nam. Lúc bây giờ gọi là Lạc Việt. Thì chúng ta nhìn về lịch sử, nhìn hôm nay để chúng ta thấy cái văn hóa của tương lai. Giống như lá cờ mà tôi vừa mới gợi ra cùng với các anh chị em. Đó là ước mơ của một vị linh mục. Đó cũng là ước mơ của tôi. Đó cũng là ước mơ của một số những anh em khác, của một số những tổ chức khác. Chúng tôi khoảng 2 năm nay có một số những sự đối lập đối với nhau trong những cái tổ chức mang cái màu cờ này. Nhưng đối với tôi coi đó là điều bình thường. Sự đối lập lẫn nhau, đó là điều bình thường. Thưa các anh chị em, chúng ta, những người Việt Nam lưu vong ngày hôm nay, như ban nãy tôi trình bày, phải đặt ra, chia ra là 4 bậc. Bậc thứ nhất là vì ý thức chính trị, vì không chấp nhận chế độ cộng sản, vì ao ước mình được sống trong một đời sống tự do học thuật, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Đó là cái động lực căn bản để lớp người thứ nhất trôi dạt ra những quốc gia cận Việt Nam và để rồi từ những quốc gia của Đông Nam Á đó đi khắp nơi trên thế giới. Ngày hôm nay, đó là một lực lượng căn gốc, một lực lượng lõi sau biến cố năm 1975, đem cái tinh thần tự do, đem cái khái niệm tự do để xây dựng thành một cộng đồng Việt Nam bên ngoài Tổ quốc Việt Nam ngày hôm nay. Và họ đã tác động vào được cho quốc gia rất nhiều, cho Việt Nam rất nhiều. Các anh chị em tại Việt Nam là những người dư luận viên. Khi các anh chị em ra đời, khi chúng tôi sống sót, sống chết trên biển cả, khi chúng tôi tổ chức để rời khỏi đất nước trong gang tấc của sự sống chết, thì các anh chị em chưa ra đời. Ngày hôm nay các anh chị em còn quá non nớt. Các anh chị em 20 tuổi, 21, 22 tuổi ngồi trong những cái gian phòng dày đặc những người làm cái nghề dư luận viên. Và kiến thức của các anh chị em nó chỉ là một cái kiến thức gọi là kiến thức sách dép cho những người lưu vong mà thôi. Gót dép. Kiến thức của các anh chị em không đủ để tranh luận với chúng tôi. Làm sao có thể tranh luận được? Người ta nói là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Người ta nói rằng một ngày ở tù bằng ngàn năm ở hải ngoại, ngàn năm ở bên ngoài. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Những người đã từng phải tù đầy ở Việt Nam ít là 5 năm, 6 năm. Để sau cái giai đoạn tù đầy là họ lại bị lùa ra khỏi Tổ quốc để đi cái chương trình HO, tức là Human Rights Operation của Hoa Kỳ. Thì những người đó là hầu hết là những người tù. Cả hàng trăm ngàn con người vì tù đầy, gia đình của họ cũng như bản thân những người tù đó sống sót để đi ra nước ngoài như thế. Trong cái Operation Human Rights, Human như vậy, tức là một cái chương trình nhân đạo. Thì chúng ta phải thấy rằng cái tầm của các anh chị em đang làm dư luận viên, các anh chị em không đủ để nói chuyện với chúng tôi, không đủ, tức là bố mẹ của các anh chị em cũng không đủ để mà đứng hầu trà đối với những người như chúng tôi. Tôi nói điều này có cay đắng với các anh chị em không? Một số các anh chị em có thể cảm thấy cay đắng bởi vì các anh chị em quen được dạy dỗ từ bé đến lớn. Một cái kiểu dạy dỗ là thượng đội hạ đạp. Nhìn cái ông sĩ quan, nhìn cái ông cán bộ đó là nhìn thấy thôi là co rúm lại. Trong khi chúng tôi thì không, thậm chí tôi vào tù. Chưa có bất cứ một người nào, người gọi là cán bộ, mà làm cho tôi phải khúm núm cả. Làm cho tôi phải sợ hãi cả. Kể cả là những ông đại tá. Tôi ra trước tòa, không một phút nào, không một giây nào gọi là rung động cả, là rúng động cả. Muốn trình bày với các anh chị em như vậy, để các anh chị em hãy, cái nhân văn còn lại trong con người của các anh chị em, cái nhân văn Việt là cái nhân văn biết người biết ta. Nhìn thấy cây cổ thụ thì phải biết rằng, hiểu rằng
cái cây cổ thụ đó nó có bóng mát của nó. Nó có bóng của nó, chứ nó không phải là một cái cây trơ trọi. Đây là một cái yếu tố mang tính cách văn hóa của con người Việt Nam. Trọng người trượng phu, trọng người có chính nghĩa, mang chính nghĩa để hành động. Đó là lý tưởng của họ, đó là đạo đức, đạo nghĩa của họ. Khi một người thanh niên không phân biệt được đạo nghĩa, không phân biệt được kẻ trưởng nghĩa đứng trước mặt mình, thì cái người thanh niên đó, nó chỉ là một thằng ăn trộm, nó chỉ là một thằng ăn cắp. Đất nước Việt Nam ngày hôm nay có quá nhiều những người thanh niên mang xác thân là con người Việt Nam, nhưng đầu óc tư tưởng là đầu óc tư tưởng mon men cái hành vi ăn cắp, hoặc không thì là mon men cái hành vi quỳ xuống để lạy kẻ cướp của mình, tức là hèn nhát. Chưa bao giờ trong dòng lịch sử dân tộc của Việt Nam nó đau đớn giống như ngày hôm nay, khi chúng ta đối diện với một tầng lớp thanh niên là ngu dốt và hèn hạ. Chúng ta nhìn những sự bất công xung quanh của chúng ta và chúng ta chấp nhận, chúng ta im lặng, chúng ta đồng lõa với sự bất công đó. Vậy không hèn thì là gì? Khi chúng ta nhìn về Việt Nam, chúng ta nói các anh chị em hèn, thì các em chị la lên, các em chửi chúng tôi là chúng tôi tư cách gì, những thằng lưu vong thế này thế nọ. Thưa các anh chị em, tại sao chúng tôi vẫn phải nhìn về đất nước? Tại sao chúng tôi vẫn phải bỏ mỗi một ngày một số giờ? Nó không hề đơn giản. Giống như trường hợp của tôi, 2 tháng trời này, anh em chúng tôi ở khắp nơi, chúng tôi không đông lắm, 30-40 người, đặt cho tôi một cái nhiệm vụ. Anh Thành, anh cố gắng, anh không có đi làm. Tụi em góp cho anh được chút xíu nào đó để anh có thể sống và duy trì cái kênh truyền thông của chúng ta. Dẫu rằng kênh truyền thông của chúng ta bị o ép, bị đủ thứ hết, để người mà nhìn vào kênh truyền thông của chúng ta chỉ thấy lèo tèo 5-3 người, không có một cái gì là đáng giá trị cả. Họ, những anh em chúng tôi, họ hiểu rất rõ những cái kỹ thuật của đối phương, những cái kỹ thuật của những kẻ nắm quyền lực và rất nhiều tiền bạc để có thể mua hacker để ảnh hưởng vào trong những cái kênh truyền thông của chúng tôi. Rất nhiều những status của chúng tôi là bị bóp lại, bị hãm lại tối đa. Và các live stream của chúng tôi cũng vậy, bị hãm lại tối đa, thậm chí là hiện cái số lượng view lên cũng vậy. Bây giờ là trên màn hình là 41 người có mặt. Nhưng chúng tôi hiểu được qua nhiều ngóc ngách, chúng tôi hiểu được giờ này ít nhất là khoảng 300 người đến 400 người đang có mặt trên cái live stream này. Đặc biệt, live stream của tôi là những người tại Việt Nam, là những người quan sát tại Việt Nam. Đó là cái giờ trực tiếp người ta coi cái kênh của chúng tôi như là một tiếng nói của họ. Những người Việt Nam ở tại Việt Nam không nói được và họ chọn cái kênh của chúng tôi để như là một sự thể hiện tiếng nói của họ. Và chúng tôi hết sức cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi sự trân trọng. Thưa các anh chị em, cuộc đời của những con người lưu vong nó có rất nhiều những sắc thái. Chúng tôi phân biệt tù chính trị, chúng tôi phân biệt tị nạn chính trị, tức là refugee de politique, đó là những con người theo hiến chương Liên Hợp Quốc, theo luật pháp của Liên Hợp Quốc, công ước của Liên Hợp Quốc, chúng tôi là những con người sans patriot, vô tổ quốc. Chúng tôi là những người đã từ chối cái chính thể trên cái đất nước đang gọi là Việt Nam để chấp nhận cuộc sống lưu vong, chấp nhận sự thử thách của đời lưu vong, làm lại cuộc đời của mình. Sans patriot, những con người vô tổ quốc. Nói đến chữ vô tổ quốc là một sự đau đớn của chúng tôi. Nhưng tổ quốc ở đâu? Phải chăng tổ quốc chỉ là một cái hình thái nào đó, một cái lãnh thổ nào đó mang một cái địa lý hình chữ S nằm tại Đông Nam Á? Thưa không. Đối với chúng tôi, tổ quốc là con tim của mình mang theo. Tổ quốc là tương lai của những con người ngày hôm nay nói tiếng Việt, ngày hôm nay trân trọng lịch sử của Việt Nam và mơ ước rằng trong tương lai những con người Việt Nam
trong tương lai 10 năm tới, 20 năm tới, 100 năm tới sẽ là những con người Việt Nam biết đi không bắt kiến. Đi trên đường, họ không lui cui bắt kiến giống như ngày hôm nay. Đại đa số những người Việt Nam sống tại Việt Nam vừa đi vừa bắt kiến. Những người Việt Nam của 20 năm sau, của 10 năm sau phải là những người đi trên đường đại lộ và cái nhìn là cái nhìn thẳng. Quốc tế, những quốc gia chung quanh của chúng ta, những quốc gia trên thế giới, thế gian ngày hôm nay phải nhìn người Việt Nam bằng một cái nhìn kính trọng, bằng một cái nhìn quý mến. Điều đó chỉ có thể có được khi tất cả những con người Việt Nam sống có trách nhiệm, sống không hèn nhát, sống có ý thức văn hóa và có ý thức về lịch sử. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho tới ngày hôm nay, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì những kênh truyền thông của chúng tôi ở khắp nơi. Có người đóng góp bằng hình thái văn hóa, có người đóng góp bằng hình thái về y học, có những người đóng góp hình thái về chuyện tin tức, truyền thông tin tức. Và chúng tôi là lẫn lộn. Chúng tôi chọn cái chuyện giữa tin tức, giữa chắt lọc tin tức và một phần nào đó phân định những cái mưu đồ hay những ý đồ chiến lược của nhiều phe phái quốc tế cũng như chính những người Việt Nam. Tôi nhấn mạnh là nhiều phe phái. Và chúng tôi quyết định chọn sự độc lập của chúng tôi. Sẽ không ai mua được chúng tôi. Sẽ không tổ chức nào mua được chúng tôi. Sẽ không quốc gia nào mua được chúng tôi. Mua cái sự độc lập của chúng tôi được. Và đó là ý thức mà chúng tôi gom góp lại với nhau để dâng hiến cho đất nước, cho quê hương, cho tổ quốc, cho non sông của nước Đại Việt. Ngày hôm nay gọi là Việt Nam. Thưa các anh chị em, phần còn lại của những người lưu vong chia ra cái bước thứ hai, cái thành phần thứ hai là thành phần lưu vong vì kinh tế. Lưu vong vì kinh tế là những người bỏ tiền ra từ Việt Nam đi ra nước ngoài và sống bằng những cái cơ sở thương mại mà mình có được tiền đem ra từ Việt Nam. Đồng tiền đem ra từ Việt Nam đó, 20% các anh chị em là những người kiếm tiền được bằng cách hết sức là khôn ngoan và phải luồn lách trong cái xã hội Việt Nam thì mới có được một số tiền bạc để các anh chị em mua được những cái tấm thẻ, mua được giấy tờ để các anh chị em đi sang Hoa Kỳ và Âu Châu. Đó là thành phần kinh tế. Đặc biệt hơn nữa, có những người là kinh tế và nó phản nghịch lại với cái cộng đồng lưu vong đi trước, tức là cộng đồng lưu vong chính trị. Các anh chị em là những con người cộng sản, các anh chị em trốn chui trốn nhủi trong một cái bóng dáng nào đó để đến Mỹ mà tách rời khỏi cái gọi là cái gốc gác cộng sản của mình. Các anh chị em sống bám vào cộng đồng người Việt Nam đã đi trước mà vì ngờ nghịch hay là vì hiền lành đã trở thành nuôi các anh chị em. Bởi vì các anh chị em mua những cái cơ sở sản xuất, những cái tiệm hàng quán tại Mỹ, đó là những hàng quán mà những người Việt Nam họ nuôi các anh. Bởi vì hàng quán gọi là quán phở hoặc là quán bán đồ ăn, làm sao mà không có người Việt Nam thì làm sao các anh chị em sống được. Chỉ có một số rất nhỏ là sống bằng cái sự đóng góp, tức là sự mua bán, sự cộng tác vào kinh doanh là của những người bản xứ, nhưng mà không có nhiều, rất ít. Thì cái thành phần tị nạn kinh tế vì thế đó, nó trở thành một cái sự đối lập với cái lực lượng gọi là lực lượng tị nạn về chính trị. Hai bên vênh nhau. Nhưng cái sự vênh váo của cái thành phần thứ hai là nó bẩn thỉu. Cho tới giờ này vẫn nhiều người bằng cách này hay cách khác tạo vào gọi là cái luồng truyền thông để vọng về đất nước rằng cái thành phần tị nạn chính trị đó là thành phần hôi thối. Các anh chị em mới là vinh quang. Trong khi bản chất các anh chị em là một sự gian dối đầy mình. Nước Mỹ không chấp nhận đảng viên Đảng Cộng sản đến Mỹ. Các anh chị em phải giấu biệt, tức là nhét cái tư cách đảng viên, nhét cái thẻ đảng viên vào trong đít của các anh chị em.
nhét nó thật sâu vào trong cái đáy của cái gọi là cái đấy của cái bao tử, nhét ở đó, cái đảng của các anh chị em, các anh em nhót và nhét vào đó, nó lẫn với phân nó, nhưng mà nó kín đáo. Cho nên các anh chị em sống được tại Mỹ, sống bằng sự giả dối, sống bằng sự hèn mặt. Đồng tiền để mua được các cơ sở thương mại ở bên Mỹ là đồng tiền đó từ đâu mà các anh có, từ đâu mà các chị có, nếu không là đồng tiền rót xuống từ thằng bố con mẹ của các anh chị em. Những thằng bố con mẹ đã ăn cắp tiền của người dân bằng cách tham nhũng thế này, bằng cách tham nhũng như thế kia. Đó là một sự bỉ ổi. Cho nên cái thành phần tị nạn chính trị vì thế, tị nạn kinh tế vì thế, chỉ có 2 trên 10 là sạch sẽ thôi. Còn 8 trên 10 là bẩn thỉu. Chúng tôi gọi đây là váng bọt của một cái hố phân. Thành phần thứ ba là thành phần đi du học. Tôi gọi đây là tị nạn học thuật. Chúng tôi trân trọng, chúng tôi tôn trọng, nhưng cũng mong rằng những người gọi là tị nạn học thuật đó, nhìn lại chính thân phận của mình, nhìn lại hành vi của bố mẹ mình, để biết trân trọng những người đã vượt biển, những người đã chịu tù đầy để làm nên một cái cộng đồng Việt Nam dọn cỗ để cho các anh chị em đang xuất hiện. Các anh chị em nói rằng nước của các anh chị em đẹp đẽ, nước của các anh chị em tức là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiên đường, tại sao các anh chị học xong không về, mà các anh chị em học xong rồi ở lại bắt chước giống như tụi tàu? Thứ nhất là kinh doanh, cái thứ hai là tìm cách moi móc tin tức của nước Mỹ. Đó là một hành vi tình báo, đó là một hành vi gián điệp. Cái thành phần thứ ba ngày hôm nay là chúng ta sẽ bàn sâu. Tôi sẽ xin mời anh Đoàn Hòa lên để nói về cái thành phần thứ ba đó. Đó là những con người nô lệ lưu vong. Đi lưu vong để làm nhiệm vụ nô lệ. Để hành vi hành động là hành động nô lệ. Đây là một sự cay đắng của lịch sử. Cái nhóm người đi làm nô lệ từ những năm 1981, từ những năm 1982, nó đã có một cái tên rất là mỹ miều, đó là xuất khẩu lao động. Hợp tác lao động, chứ lúc đó chưa gọi là xuất khẩu, là hợp tác lao động. Hầu hết đi qua bên Nga, đi qua bên Bulgaria, đi qua bên Romania, đi qua bên Ba Lan, Poland, đi qua Đông Đức, hoặc là đi qua tiệp khắc Czechoslovakia. Đời sống lưu vong thê thảm, hết sức thê thảm lúc ban đầu. Bởi vì các anh chị em là nô lệ. Tại sao tôi gọi là nô lệ? Bởi vì tiền các anh chị em làm ra là tiền đó được quản lý bởi những người cộng sản. Các anh chị em làm ra đâu có đấy được lấy tiền hết đâu. Phải chia phần trăm. Thì cái thằng mà bao thầu, cái thằng gọi là chủ thầu đó, nó là gì? Trùm nô lệ. Nó là những ông trùm, nó là những cái bọn cai người. Cần phải nhìn rất rõ cái giai đoạn nô lệ bắt đầu từ khi có cái gọi là hợp tác lao động. Sau cái hợp tác lao động mới đến cái tình trạng là xuất khẩu lao động. Và cái thành phần đi gọi là hợp tác lao động đi từ những năm 1980, 81, 82. Cái giai đoạn năm 1988, 89 là cái giai đoạn cực kỳ là đau khổ cho những anh chị em gọi là hợp tác lao động. Họ đã phải đối diện với rất nhiều những sự đau đớn để họ có thể trụ lại sau năm 1989, sau năm 1990 trên đất nước, đặc biệt là tại Nga và Ba Lan, cũng như tiệp khắc Đông Đức. Những người trụ lại được đó, phải nói rằng đó là những con người cực kỳ là anh hùng và lì lợm đi với nhau. Nếu không có một cái chất kiên cường, bản chất của người Việt từ xa xưa để lại,
chắc chắn các anh chị em đó đã không trụ được ở một cái hoàn cảnh nó khó khăn đến như vậy, tức là giai đoạn chuyển đổi của Đông Âu. Tôi xin mời anh Đoàn Hòa, bởi vì tôi nghĩ rằng anh Đoàn Hòa có cái tư cách nhất để nói về câu chuyện này. Bởi vì anh Đoàn Hòa là những người sống tại Tiệp Khắc Czechoslovakia từ giai đoạn những năm 1980. Và là một trong những người có một trong những người Việt Nam đặc biệt của Đông Âu có tham gia vào cuộc cách mạng Nhung tại Tiệp Khắc. Chúng ta có những anh chị em tại Ba Lan đã đóng góp hết sức tích cực vào cái công đoàn đoàn kết của Ba Lan. Và ở Tiệp Khắc chúng ta cũng có những người hết sức là đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta còn có những cái trang mạng như là Đàn Chim Việt hoặc là Tờ Cánh Ed. Tức là những người hết sức đặc biệt của cái giai đoạn chuyển đổi, tức là của Đông Âu, những giai đoạn năm 1989, những giai đoạn 1990. Và đối với tôi, đây là những cái đầu, gọi là đầu đặc biệt đối với cái chuyện chống đối lại chế độ Cộng sản. Họ chống đối khác với anh em chúng tôi. Họ chống đối sâu sắc hơn. Họ chống đối trí tuệ hơn. Có lẽ là bởi vì họ được nhào nặn trong một cái xã hội đớn đau quá lâu, quá nhiều. Cho nên nó sinh ra một cái thái độ đấu tranh hết sức khéo léo của họ. Nó khác với chúng tôi. Thưa anh Đoàn Hòa, xin mời anh Đoàn Hòa bằng... Anh nghe Đoàn Hòa ơi. Đây, có mặt đây. Dạ vâng, thưa anh Đoàn Hòa, hôm nay... Xin chào Thành, cũng có bạn. Dạ vâng, thưa anh chờ em một chút xíu để em kéo lại cho hình ảnh nó đều. Hôm nay anh đẹp trai hơn. Hôm nay anh đẹp trai hơn hôm qua. Anh chị em chờ thêm một chút xíu. Ê chà. Chà. Vâng, thưa các anh chị em, trên màn hình của các anh chị em là anh Đoàn Hòa. Anh Đoàn Hòa, thưa anh Đoàn Hòa, anh có mặt sống trên đất Czechoslovakia, lúc bấy giờ gọi là Tiệp Khắc, anh sống từ những năm nào, thưa anh? Bắt đầu từ những cuối năm 1979. Dạ vâng. Lúc đó là chưa phải là Séc mà vẫn là nước Tiệp Khắc. Dạ vâng. Và đến mùng 1 tháng 1 năm 1993, tức là sau cái cuộc cách mạng Nhung. Dạ. Của cuối năm 89, đầu năm 90 thì... Dạ. Tiệp Khắc chia thành hai nước, dạ. Séc và Slovakia. Dạ, vâng, thưa anh. Thưa anh, khi mà anh đến đó là anh đi hợp tác lao động hay là vì lý do gì mà anh đến? Không, mình không thuộc diện hợp tác lao động, dạ. Hay là đi học nghề. Dạ. Mình qua đây để mà đi làm nghiên cứu sinh, tức là gọi là để làm luận án phó tiến sĩ đó. Dạ vâng, vâng, tại anh đề cập cái chữ phó tiến sĩ, em xin được hỏi anh ngay, tại vì cái chữ này nó lạ quá, em thì em... Không, như thế này, dạ. Cái từ phó tiến sĩ, dạ. Là ở bên các nước Tây Âu, bên Mỹ, bên Úc là không có, dạ. Các nước Bắc Âu không có, dạ. Cái từ phó tiến sĩ này tức là trên kỹ sư và dưới tiến sĩ, dạ. Như cái là của cái thời kỳ gọi là của cái khối Đông Âu, dạ. cái khối sau chủ nghĩa, dạ. Thì là học tập là cái từ phó tiến sĩ xuất phát là từ Liên Xô, dạ. Cho nên cả các nước là sau khi mà học đại học xong mà đi làm luận án này thì gọi là phó tiến sĩ, dạ. Nhưng ở Việt Nam sau cái thời kỳ 1990, dạ. Thì là bắt đầu học tập
bên các nước Tây Âu và bên Mỹ thì bỏ bỏ cái gọi là cái chức danh phó tiến sĩ đi, nên chỉ qua một đêm tự nhiên ở Việt Nam tất cả các phó tiến sĩ đều trở thành tiến sĩ cả. Vâng, thưa anh, em có nghe một cái câu chuyện là rất nhiều người gọi là phó tiến sĩ ở bên Nga về đó, là thực chất là các ông ấy chỉ có đi chơi thôi chứ không có học hành gì cả, không biết điều đó có đúng hay không ạ? Cái thì thật ra là mình nghĩ là 50-50 tiếp theo cái đợt hồi của mình có học ấy, thì nói chung là việc nghiêm chỉnh, bởi vì đấy là học học viện quân sự mà, chứ không có chuyện mà hữu nghị. Nhưng mà cái chuyện mà hữu nghị tức là người dân Việt Nam mà ngay ngay dân Việt Nam trong nước, nó có những thì Tố Lâm là đưa con bò qua Nga xong lúc trở về là con bò trở thành phó tiến sĩ mà, thì mình nghĩ rằng là những trường hợp cũng có thể có. Bởi vì tại sao khi qua đấy học học tiếng học của tiếng đối phương, chẳng hạn như là qua qua Liên Xô, qua Đức, qua Tiểu Cách, qua Ba Lan, qua Hungary, thì cái thời gian học tiếng là rất rất là ít, không nhiều, cho nên là không phải ai cũng có một cái khả năng tiếp thu những cái môn học, những cái môn chuyên môn của mình. Cho nên là mình nghĩ là cái chuyện mà trao bằng hữu nghị là có chứ không không có. Nhưng mà mình nói là mình không dám khẳng định, nhưng mình nghĩ là 50-50. Dạ vâng, thưa anh, trở lại cái thời kỳ mà anh ở bên Czechoslovakia, tức là bên anh gọi là Tiệp Khắc cũ đó, là xin được hỏi anh là hình như là anh có một cái chuyện tình hết sức là đặc biệt với gia đình với chị. Coi phải bật mí cho mọi người nghe đây. Tức là cái hồi đó thì là mình có quen một cái cô nữ sinh của trường y là người Séc. Thì thật ra là cô mới 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 về Việt Nam chơi, đi du lịch 3 tuần. Thì là cô có cảm tình với đất nước Việt Nam, với con người Việt Nam. Vì thật ra cái thời kỳ đó thì cái người nước ngoài, nhất là người châu Âu, mà nhân phụ nữ da da trắng tóc vàng ấy, thì không không nhiều lắm. Cho nên là cô quý thì cô về cô muốn tìm hiểu thêm. Nhưng mà thật ra là trong thư viện hồi bọn mình là buổi sáng là ở trường, ở trong học viện quân sự, xong buổi chiều thì ra thư viện thành phố học để đọc sách. Mà đấy là nó rất là tính. Thì mình thì là cô cũng cũng đến đấy, thì là cô hai bên nói chuyện với nhau mới đầu là bạn, nhưng mà bởi vì trong thư viện bên này thì dù rất là đông người nhưng mà cái không khí nó tĩnh, không có thể nói chuyện được. Thì đi ra công viên nói chuyện, xong rồi đi xem phim, rồi về ký túc xá của cô tâm sự, rồi rồi có bầu lúc nào không hay. Thế là đến nhưng mà hồi ấy mà là cái chuyện mà chỉ cần quan hệ với người địa phương thôi là đã là bị kỷ luật rồi. Nhưng mà hồi là mình nói thẳng ra là mình giấu được cái khi có bầu rồi, là về nước cái thì mình nói chuyện ông già bà già, là mình nói với ông già bà già là ý định của khi mà mình về nước thì là con gái lớn của mình lúc đó là 8 tháng rồi. Thì cái thời kỳ đó cứ chiều thứ sáu, hồi bên xe ô tô còn bên bên tập khác xe ô tô còn ít lắm, thì ông già là coi như là giám đốc bệnh viện, thì ông được mua xe. Thì cứ chiều thứ sáu là ông đến Brno, ông đón mình với con gái về nhà, xong lại tối chủ nhật ông lại chở mình về học viện. Nhưng mà không thể đến trước cửa học viện được, mà phải cách học viện cỡ khoảng một cây ở trong cái ở chỗ chỗ ngã ba ngã tư, rồi mình từ đấy mình đi bộ về học viện. Cho nên lúc mà mình về nước là con gái mình 8 tháng rồi. Thì là sau đó thì mình về nộp đơn xin ra khỏi quân đội, xin ra khỏi quân đội sau đó mới nộp đơn xin được quay bên này, thì mình phải chờ mất 2 năm. Và thật ra cái trường hợp của mình là trường hợp duy nhất là sĩ quan quân đội mà lại được quay trở về nước ngoài. Nhưng mà bây giờ mình xin mở ngoặc, mình nói một điều mà là mình không đồng ý với Thành cái này. Thành quan niệm là những cái người Việt Nam ở nước ngoài đều là người lưu vong cả, thì mình không đồng ý. Với mình, lưu vong chỉ là những người không thể chấp nhận được cái thể chế cộng sản ở Việt Nam, và người ta tìm đủ mọi cách, kể cả mang cái mạng sống của mình ra
để ra được nước ngoài để sống. Dạ. Chứ còn cái loại mà công nhân lao động, công nhân học nghề hoặc đi học như là đâu phải lưu vong về đến 90% cái lượng ấy sang bên này để mà kiếm tiền đi học rồi lại về nước. Cho nên thật ra họ là không trúng chế độ. Chứ còn lưu vong với mình, tức là những người người ta phải bỏ đất nước, bắt buộc phải bỏ đất nước, cắn răng bỏ đất nước đi, trả giá bằng cái mạng sống của mình để mà sống ở nước ngoài, để có một cuộc sống tự do. Đấy. Dạ vâng. Vâng, thưa anh có khó khăn quá hay không anh? Tại vì chúng ta đều là những người lưu vong, đều là những người đang sống xa tổ quốc mà. Anh có khó khăn lắm hay không khi mà anh nghĩ như vậy? Không, thật ra mình thì trước đây mình là một thằng lính mà. Dạ. Cho nên là cái mà sống ở đâu đối với mình không thành vấn đề. Dạ. Cái quan điểm của mình tức là sống mà xung quanh có những người yêu thương mình ấy, dạ, thì mình sống ở đâu cũng được. Dạ. Cho nên tổ quốc thì mình trong những lần trước mình đã nói rồi, dù sống ở đâu chăng nữa, dù có quốc tịch gì chăng nữa, hiện tại là mình có quốc tịch sách, nhưng mà tổ quốc và quê hương mình chỉ có một, đấy là Việt Nam. Dạ. Chứ còn sống cái điều kiện hoàn cảnh sống đối với mình không có tình vấn đề. Dạ vâng. Nhưng mà quê hương thứ hai của mình là ở đây, và mình coi đó, mình coi mình có một cái nghĩa vụ, có cái trách nhiệm để cùng với cái xã hội ở đây để mà kiến thiết, để xây dựng bằng cái khả năng của mình cái nơi mình đang sống. Dạ vâng. Vâng, thưa anh Đoàn Hòa, trước khi gọi là đào xới những cái nhát cuốc hết sức đặc biệt vào đời sống riêng tư của anh, xin được anh nhắc lại có một cái câu chuyện liên quan đến mặt nạ và khẩu trang của Trung Quốc vừa mới đến Điệp Khắc. Cái thông tin đó như thế nào, thưa anh? À, như này, tức là lần trước mình có đưa trên mạng là cảnh sát, tức là có một công ty của Trung Quốc trụ sở sách thì có gạ chào bán Bộ Y tế sách một số lượng mặt nạ và khẩu trang rất là lớn, tức là 28.000 cái mặt nạ và 680.000 cái khẩu trang. Và đồng thời là người ta có thể cung cấp ngay một lúc cho Bộ Y tế sách là 6 triệu cái khẩu trang với giá 32 crore một cái khẩu trang, trong đó thì nhà nước bán là giá có 2 crore. Thế thì là Bộ Y tế cái cảm thấy có một cái vấn đề vướng mắc nào trong đó thì trên mới báo cho bên Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ bên này tức là ở các nước khác, trong coi là cảnh sát hay bộ công an này. Thì là cảnh sát mới đến quay cái kho của công ty này và thu được 28.000 cái mặt nạ và 680.000 khẩu trang đó, và trưng thu để cung cấp cho những bệnh viện và tất cả những nơi cần thiết của sách. Sau đó thì là phía sách là ký hợp đồng với Bắc Kinh để mua khẩu trang mặt nạ que test với trị giá là 1 tỷ crore. Và cái vấn đề trục trặc là phía Trung Quốc là bắt phía sách phải trả tiền trước, khi sau khi họ nhận được tiền rồi thì họ cũng có hàng, mà để mà chuyển khoản được 1 tỷ crore thì không phải là dễ. 1 tỷ crore thì được nhiều lắm, 1 tỷ crore coi như là một nghìn tỷ đồng tiền Việt đó. Cho nên là cái ngân hàng quốc gia của sách là phải tham gia vào thì mới có thể chuyển được số tiền đó trong thời gian rất ngắn. Và sau khi mà Trung Quốc nhận được đủ cái tiền đó thì bắt đầu giao hàng. Thế thì giao sang thì là sáng nay đấy, thì là mình là coi như là Zeman là tổng thống của Séc, là cái tay này là cực kỳ thân Trung Quốc và muốn là ủng hộ tất cả cái đường lối Trung Quốc, và một trong những cái lãnh đạo ở châu Âu là ủng hộ cái đường và coi cái đường tư lược trên cảng. Tay này thì thân Trung Quốc, thân Trung Quốc lắm. Kể cả cái thời gian vừa rồi là ở Trung Quốc là có cái đại dịch virus Vũ Hán, Zeman còn đích thân bay sang bên Trung Quốc mà. Thế nhưng và sau khi mà ký kết như vậy mà chở được hàng, cái chuyến hàng đầu tiên sang bên này là cái que, những que test, thì Zeman lên lên đài báo phát biểu rằng là nước sách là cảm ơn Trung Quốc. Thì chuyện đấy là ngay
ngay lập tức là dư luận ở trong nước nó phản đối, nó tại sao phải cảm ơn một cái kẻ gây ra cái đặc cơn đại dịch này trên toàn thế giới. Và sáng nay ở trên mạng mình có đưa một cái thông tin là có một bệnh viện nhận được những cái kiện hàng đầu tiên mở ngoài bao bì ghi là mặt nạ FFP2, là cái loại mặt nạ có thể chống được cái virus vụ án này. Nhưng mà khi mở ra thì không phải là mặt nạ mà chỉ là những cái khẩu trang chống khuẩn bình thường. Thì là bọn mình có nói chuyện với nhau là tại sao ở bên này các rất nhiều nhà máy may mà chính phủ xét không đặt vấn đề để các nhà máy may những khẩu trang đó, bởi vì vừa tạo công ăn việc làm cho nhà máy, cho công nhân, vừa đảm bảo cái chất lượng của những khẩu trang này. Bởi vì hôm vừa rồi các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội và bộ quốc phòng xét phản đối cái chuyện mua này, bởi vì là người ta cho rằng là những cái khẩu trang và những cái mặt nạ này gây nguy hiểm cho nhà nước xét, không những về vấn đề vệ sinh các thứ mà còn về vấn đề chính trị nữa. Dạ vâng. Bây giờ bên Hung cũng thế, bên Hung đang cố gắng là ký kết hợp đồng để mà Trung Quốc bán khẩu trang, bán mặt nạ, bán quen test, và coi như Trung Quốc là còn viện trợ cho Ý cũng khẩu trang, mặt nạ, test. Thì là đúng là cái ý đồ của Trung Quốc nói từ trước, thì trước khi mà xảy ra cái cơn dịch xảy ra cái cơn dịch ở châu Âu và Mỹ, thì nó đã nói rằng là cả thế giới sẽ phải cảm ơn Trung Quốc. Tức là coi như là mình nghĩ rằng là bọn Trung Quốc nó cực kỳ thâm hiểm, nó tính từng bước trước và nó biết là kết quả là cái phát triển của cái đại dịch virus của vụ án như thế nào. Xin được hỏi anh, mới có một cái thông tin mới nhất mà chúng ta nhận được, đó là Trung Quốc đang phát động một cái cuộc kiện cáo để kiện chính phủ Hoa Kỳ đã đem con virus COVID-19 đem vào Trung Quốc. Nó đang khởi đầu cái vụ kiện đó. Anh nghĩ như thế nào về cái hành vi, về cái hành động hết sức là nhân văn của Trung Quốc như thế này, thưa anh, đối với nước Mỹ? Mình này, cái mà cái đảng phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc nó vừa lên nó phản đối chuyện đó, là cái hành động của cái mà người dân Việt Nam vẫn được nói là kẻ cướp la làng. Trước đây bệnh cúm phát sinh ở Nhật Bản, người ta gọi là cúm Nhật Bản. Ở bên Tây Ban Nha thì người ta gọi cúm Tây Ban Nha, và là cúm gà nhé, cúm phát sinh ở Trung Quốc. Nó gọi là Trung Quốc. Thì tại sao cái virus corona này nảy sinh ra ở Vũ Hán mà không thể đặt tên là Vũ Hán mà có thể đặt tên là virus Trung Quốc được? Bởi vì bây giờ các nguồn thông tin và các nhà khoa học, người ta dần người ta đang chứng minh được rằng là cái con virus này là được sản xuất và phát triển ở Vũ Hán. Vũ Hán là cái tổ của nó. Nhưng Trung Quốc là tìm cách là coi như là bịt miệng mọi người, để mà biến thành nó ép ủy ban y tế quốc tế WHO của Tết làm chủ tịch, là phải đổi thành COVID-19. Tại sao? Với mình đấy chỉ là hành động cải cướp la làng thôi. Vâng, họ không có la làng không anh ạ, bởi vì họ đã xúc tiến thành một cái vụ kiện đó thôi. Tin tức chúng ta mới nhận được mới nhất là nó xúc tiến thành một vụ kiện để kiện chính phủ Mỹ. Bởi vì cái này nó đi sau một cái vụ kiện đang được khởi công, đang được huy động để người ta cá nhân mà hầu hết ở Mỹ là làm một cái cuộc kiện để kiện chính phủ Trung Quốc vì đã để cái con virus này vô tình hay cố ý đã tạo ra cái thảm họa cho cả thế giới, và họ kiện đích danh chính phủ Trung Quốc.
Thì khi mà chúng ta nhận được một cái gọi là cái vụ kiện chuẩn bị của một cái vụ kiện thứ hai là chính Trung Quốc kiện lại này, thì đâu đó một cái câu mà cổ nhân chúng ta hay nói đó là gái đĩ già mồm, nó đang hiện ra hết sức là rõ ràng. Nhưng mà có điều hơi tội nghiệp là cái gái đĩ thì khoảng 20 tuổi, 30 tuổi thì còn ok. Gái đĩ này tới 80 tuổi rồi, là gái đĩ Trung Quốc, nó tới là cái đất nước Trung Quốc, cái Đảng Cộng sản Trung Quốc nó đã tới. Tức là gái đĩ 80 tuổi của Trung Quốc sẽ khởi kiện vì là nước Mỹ đã xâm phạm trinh tiết của mình. Vâng, thưa anh, bây giờ lại trở lại. Cái câu chuyện... Mình nói thêm cái, tức là càng ngày càng càng thấy rõ một điều là cái gọi là tổ chức là ủy ban y tế thế giới WHO, mà bây giờ đại diện nó phó phó giám đốc nó vừa tuyên bố ngày hôm nay là những ai coi rằng là cái con virus này xuất phát từ một dân tộc là kẻ là sai lầm, là có tội. Thì mình nghĩ là cái ủy ban này là ăn, chắc chắn là ăn tiền của bọn Trung Quốc để mà tìm cách bao che cho cái hành vi khốn nạn của bọn Trung Quốc. Dạ vâng, thưa anh, nó có một cái câu trong cái chế độ cộng sản đó là cái gì không mua được bằng tiền thì Thì mua bằng rất nhiều tiền. bằng mua mua bằng rất rất nhiều tiền. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thế thôi. Ngoài cái chuyện tiền bạc ra nữa thì nó còn bán lon coca nữa. Tức là dùng lon coca để tạo thành những cái scandal để cấy sinh tử phù vào cái bọn gọi là bọn Sa Lông của Tây Phương. Và cái chuyện mà cấy lon coca vào vào những thằng gọi là những thằng Tây Phương đó thì nó hết sức là dễ dàng. Bọn Tây Phương thì nhìn thấy lon coca là mê ngay, và đặc biệt là lon coca mà được tuyển từ cả hàng 1 tỷ tư người đó, thì đây là một cái gọi là một thứ vũ khí hết sức là đặc biệt. Anh có đồng ý với cái chuyện đó không? Cái chủ gọi là chủ nghĩa dùng lon coca Không, cái thì đúng rồi, và để... mình nghĩ là Trung Quốc sẽ phải, chắc chắn là Trung Quốc sẽ bị tất cả các nước làm mặt. Bây giờ không những là Ý đối, mà bây giờ sáng nay báo sách có đưa tin là con trai của Tổng thống Brazil cũng cũng lên án Trung Quốc về cái đại dịch virus Vũ Hán này. Nên khi mà các nước nó tập trung vào nó phản đối và bây giờ nó trở thành một vụ kiện mà thì Trung Quốc sẽ khó mà đỡ, và khi mà nó lộ ra cái chuyện là con virus này phát sinh từ Vũ Hán và được lan truyền sang 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 thế giới hoặc là vô tình hoặc hoặc cố ý, thì lúc đó là Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả, và tất cả các nước, kể cả những nước mà bây giờ đang đang ngả nghiêng về 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 phía Trung Quốc, có khả năng về vấn đề chủ yếu là vấn đề kinh tế, thì sẽ mở mặt ra và tất cả các nước sẽ từ chối quan hệ với Trung Quốc. Vâng, thưa, trên trang mạng có chị Anna Cao. Chị Anna Cao là một trong những người rất là cao, một người phụ nữ rất là cao, rất là cao, rất là đẹp của cái giai đoạn 1976-1980 tại Sài Gòn. Không biết có anh Đỗ Bình ở trên này không nhỉ? Thi sĩ Đỗ Bình ở Paris. Trên này có chị Cao, người mẫu của anh đây. Vâng, chị Anne Cao có đề cập đến cái chuyện là chị cũng định nói, chắc là định nói nên liên quan đến cái chuyện là dùng lon coca để mua chuộc. Nhưng nhiều chị em cũng tội nên không dám. Vâng, thưa chị Anna Cao, em cũng sẽ chỉ nói đến đây thôi. Anh Hòa chắc chắn cũng sẽ chỉ nói đến đây thôi, bởi vì anh Hòa là người hết sức là tôn trọng phụ nữ. Mà thấy ở trên này có anh Phạm Hải đề cập đến chuyện là nghiêm cấm xúc phạm phụ nữ thì chắc chắn là anh Đoàn Hòa sẽ không có nói thêm về chuyện này. Cũng xin lỗi anh Phạm Hải nhé, tôi đã lỡ chót đụng chạm đến phụ nữ của chúng ta, những phụ nữ yêu dấu của chúng ta. Và có một người có mang những cái chữ lưu vong. Tôi nghĩ là
Cái chữ lưu vong đó, anh chị nào vừa mới comment đến cái chữ lưu vong đó, anh chị đã không có nhận rõ ra cái chữ lưu vong. Thực ra cái chữ lưu vong nó không có xấu xa gì cả. Một số những người ở Việt Nam bị hướng dẫn bởi những kẻ cầm quyền cho nên gọi là bọn lưu vong. Khi mà đám dư luận viên cứ nhìn về chúng tôi hay anh Đoàn Hòa gọi là bọn lưu vong ấy, thì vô tình là chúng nó lôi mả bố cái thằng Hồ Chí Minh ra, nó ngồi lên mặt, nó ỉa vào mặt thằng Hồ Chí Minh. Bởi thằng Hồ Chí Minh nó lưu vong bỏ mẹ nó đi, nó lưu vong còn tồi hơn, tức là nó còn khốn khổ hơn chúng tôi nhiều. Nó đi ăn mày, nó đi làm tay sai. Chúng tôi làm tay sai cho ai đâu. Cho nên khi mà bỏ nó bọn lưu vong nghĩa là nó ngồi trên mặt thằng Hồ Chí Minh, nó ỉ vào mặt thằng Hồ Chí Minh. Ok, cái chuyện lưu vong. Dạ, lúc nãy anh đã nói rồi. Dạ. Lưu vong đối với mình cực kỳ tôn trọng những người mà được gọi là lưu vong, bởi vì người ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để mà người ta tìm được một cuộc sống tự do. Người ta không chấp nhận là chung sống với chế độ cộng sản. Vâng. Nên với những người mà gọi là lưu vong là những người mình cực kỳ tôn trọng. Vâng, thưa anh Đoàn Hòa, thưa các anh chị em, đất nước Việt Nam là tinh túy của bọn lưu vong. Đất nước Việt Nam hình thành được là từ bọn lưu vong. Tại sao? Những người Mân Việt từ Thượng Hải đổ dạt xuống phương Nam thời những năm 1042. Những người đó là những người cộng phần với những nhà sư, cùng những nhà sư đầu tiên của gọi là ngành thiền, một cái ngành thiền và mật tông của Việt Nam đã dựng lên nước Đại Việt từ cái gọi là từ vô nghĩa, tức là từ lấy lại cái gọi là cái quyền mà mất nước, bị mất nước từ thời Hai Bà Trưng, từ thời Bà Triệu là không còn quốc gia nữa, thời Phùng Hưng hay này gì đó thì nó chỉ là một những cái giai đoạn rất yếu thôi, kéo dài cho tới thời Ngô Quyền, giai đoạn năm 923, tôi nhớ không lầm là 923, thời Ngô Quyền mới bắt đầu lấy lại, giành lại được tương đối là cái tinh thần độc lập, cái ý tưởng độc lập, và nó kéo dài cho tới khi mà nhà Đinh dựng lên nước Đại Cồ Việt, thì lúc bây giờ là mới gọi là bắt đầu khai sinh ra cái nước Đại Cồ Việt và thời nhà Lý là Đại Việt. Thì cái thời nhà Lý là những người dựng lên thời nhà Lý đều là những người lưu vong, bị xua đuổi, bị đánh đập, bị tàn hại dòng tộc mà họ trôi dạt từ đất Sở Việt, từ đất Thượng Hải, Cối Kê, rồi dạt xuống Phiên Nung, dạt xuống Giao Châu, dạt xuống Kinh Châu, mới xuống tới Điền Việt và Lạc Việt và hình thành ra một cái lực lượng gọi là lực lượng nhà Lý. Triều đại nhà Trần cũng vậy. Khởi nguyên của dòng nhà Trần là không phải là bản địa tại Nam Định, mà là dòng nhà Trần là cũng trôi dạt từ đất Thượng Hải, từ đất Cối Kê, cũng dạt xuống Phiên Ngung rồi vào Việt Nam, vào Lạc Việt với dựng lên nước Đại Việt. Đó là cái cổ sử của chúng ta cả hàng 1.000 năm trước. Còn nói về miền Nam của Việt Nam ngày hôm nay, nếu không có những con người lưu vong, gọi là những người lưu vong của phản Thanh phục Minh, những người lưu vong của Minh Hương, thì làm gì có đất Hà Tiên, làm gì có đất Biên Hòa, làm gì có đất Lục Tỉnh. Đất Lục Tỉnh ngày hôm nay, tức là đất miền Tây của miền Nam Việt Nam ngày hôm nay, công sức đầu tiên để hình thành ra một cái cộng đồng dân cư đó chính là những con người lưu vong từ giai đoạn phản Thanh phục Minh, những con người vào Hà Tiên để xây dựng nên một cái vùng đất, từ là vùng đất hoang hóa trở thành một vùng đất miền Nam chủ phú ngày hôm nay. Những con người dựng lên, tức là những con người phá núi khai sông của miền Nam, hầu hết là những con người bị các chế độ chính trị của miền Bắc dồn đuổi để họ phải vào trong miền Nam. Trong đó cả là những tù nhân để khai phá. Tức là những người đi khai khẩn, những con người đi khai phá, họ không là lưu vong thì họ là gì? Họ bị bắt buộc phải rời khỏi
quê nhà của họ tại miền Bắc, tại miền, từ Nghệ An đổ ra để đi vào trong phương Nam để khai khẩn đất hoa. Những con người đó, những con người phá núi khai sông đó, họ không là những con người trác tuyệt thì làm sao họ có thể tồn tại được với bao nhiêu là những khó khăn của cái đất phương Nam. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái chữ lưu vong mà chúng ta mang tính cách miệt thị, đó là cái đầu của chúng ta cần phải nhìn lại. Lặp lại với các anh chị em trên mạng truyền thông ngày hôm nay, đất nước Việt Nam là một đất nước của sinh ra và của những người lưu vong. Được sinh ra bởi những người lưu vong và hình thành giữ gìn đến được ngày hôm nay là do xương máu, do trí tuệ của những cái tập hợp lưu vong từ miền Bắc xuống tới miền Nam. Thưa anh Đoàn Hòa, chúng ta đã có thể trở lại cái câu chuyện xuất khẩu lao động chưa thưa anh? Sẵn sàng đấy. Dạ vâng, thưa anh. Có Nick Hồng Nguyễn, có còn băng lên trên đây là cho mình hỏi ngu một câu nhé. Hai chữ lưu vong và câu tha phương cầu thực khác nhau ở chỗ nào? Mình xin lỗi trước nếu lời nói nó không được phải lắm. Đây là ông Hùng Nguyễn. Cái chữ xin lỗi trước đó, mà viết cái chữ trước bằng chữ CH thì ít hay nhiều các anh chị em cũng cần phải coi lại cái niveau, cái trình độ gọi là viết chữ tiếng Việt của mình. Thưa anh, trước khi vào những cái câu chuyện sâu sắc về chuyện xuất khẩu lao động nô lệ đó, thì xin anh ý kiến của anh như thế nào về cái câu này, tức là của ông Hùng Nguyễn có nói là cho mình hỏi ngu một câu nhé, hai chữ lưu vong và câu tha phương cầu thực nó khác nhau ở chỗ nào? Không, tha phương cầu thực lưu vong hoàn toàn khác nhau chứ, khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn về cái ý nghĩa. Xin được hỏi anh, tha phương cầu thực nó có giống với cái tình trạng đang một cái lớp người đang gọi là nô lệ, gọi là xuất khẩu đấy, lao động đấy, cái dạng đó thì là mình cho là tha phương cầu thực. Dạ. Tức là dạng xuất khẩu lao động hoặc là đi làm cu li cho nước ngoài đấy, cái đó là tha phương cầu thực. Chứ lưu vong không phải, lưu vong là ở cái hàng trên, mà mình nói là tha phương cầu thực là thường là nói chỉ về những người đi kiếm ăn. Nhưng mà lưu vong là không phải kiếm ăn, mà lưu vong là người ta quyết tâm bằng mọi cách, như mình đã nói, là dù phải trả giá bằng cái sinh mạng, bằng cuộc sống của mình, của gia đình mình, nhưng họ làm đủ mọi cách để người ta có thể rời bỏ được đất nước đó, không chấp nhận với cái chế độ mà ở đất nước đó, của đất nước Việt Nam, người ta có thể vượt biển, chết trên biển, sẵn sàng người ta chấp nhận chết đó để làm thế nào người ta tìm được mấy cuộc sống tự do. Chứ là tha phương cầu thực, tức là thường là nói là tay bị tay gậy đi kiếm ăn. Vâng, cái hai cái là hoàn toàn khác nhau. Lưu vong là về vấn đề chính trị, tha phương cầu thực là vấn đề kinh tế. Vâng, thưa cảm ơn anh Đoàn Hòa. Thưa anh Hùng Nguyễn, tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của anh Đoàn Hòa đã đủ để trả lời cho những điều anh vừa mới có mong. Tuy nhiên ở trên này tôi biết là trên trang mạng đang có cả hàng trăm người. Tôi được biết những thông tin gửi ra cho tôi được biết là mỗi khi trong những live stream của chúng tôi đó là có ít nhất cũng trên 100 người trực tiếp ở vùng Hồ Nai nghe. Thì quan sát ạ, tôi rất mong được các anh nhìn nhận, các anh chị nhìn nhận, và đặc biệt là các vị tu sĩ nhìn nhận là những cuộc trao đổi của anh em chúng tôi đó là được sự giám sát, tức là được sự nhìn xuống, được sự quan sát của các vị tu sĩ cũng như là của những vị gọi là có kiến thức sâu. Thì xin được hỏi gợi ý thôi với các anh chị em gọi là ở vùng Hồ Nai và ở vùng Sài Gòn, là những người đi từ Bắc vào Nam, cha mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta đi từ Bắc vào Nam, lúc bấy giờ là quốc gia là hai quốc gia, đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc và miền Nam là nước Việt Nam Cộng Hòa. Thì xin không biết là các anh nghĩ như thế nào nếu như là có nhiều người nói rằng bọn lưu vong
và đồng hóa cái chuyện lưu vong với tha phương cầu thực đó, hai cái ý nghĩa đó giống nhau đó. Thì không biết rằng những người mang cái xuất xứ là Công giáo di cư đó, đi từ Bắc vào Nam, thì không biết là các anh chị em nghĩ như thế nào về cái ý tưởng mà có một số người nghĩ rằng à, cái bọn lưu vong nghĩa là bọn tha phương cầu thực. Vậy những người vì niềm tin tôn giáo mà đi vào Nam năm 1954 đó có phải là những người tha phương cầu thực hay không? Vâng, thưa anh Hoàng Đoàn Hòa, chúng ta trở lại vấn đề chính của ngày hôm nay liên quan đến lực lượng lao động. Lực lượng lao động, em có một cái suy nghĩ mà em đã trình bày, đó là em coi đó là nô lệ, đó là tha phương cầu thực, những người tha phương cầu thực. Dĩ nhiên không bằng với một cái ý tưởng lăng mạ, mà là bằng tấm lòng tôn trọng, là chúng ta những người lưu vong đều đang phải xa khỏi đất nước của chúng ta. Nó khác nhau là cái ý thức của mỗi người nó mỗi khác thôi. Xin được hỏi anh là anh có đồng ý hay không khi em coi rằng những người đi gọi là hợp tác lao động hoặc là xuất khẩu lao động đó, đó là những người nô lệ hay không anh? Cái thì mình đồng ý như này này, như mình đã nói rồi, lưu vong là người ta rời bỏ quê hương của mình về vấn đề chính trị, tha phương cầu thực là người ta rời bỏ cái nơi ở của mình, chưa chắc đã đang đáp đang đang đã phải chưa chắc đã là những người đó, người ta ra khỏi Việt Nam. Tha phương cầu thực có thể là từ Hà Nội vào trong từ Thanh Hóa ra Hà Nội, hay là từ những vùng nghèo đói ở trong Nam và Sài Gòn. Đấy đấy nó gọi là tha phương tha phương cầu thực, bởi tha phương cầu thực là đi kiếm ăn. Cho nên là lưu vong là về vấn đề chính trị, tha phương cầu thực tức cái diện mà xuất khẩu lao động hoặc là những diện tìm đủ mọi cách bằng con đường hợp pháp hoặc là bất hợp pháp, nhưng mà vẫn lúc khởi đầu là bao giờ cũng là pháp, chẳng hạn như là bay bay qua đây, bay qua qua Nga, rồi bắt đầu từ Nga đi con đường chu lủi sang các nước khác, thì khởi đầu của cái gậy tha phương cầu thực phần lớn là con đường hợp pháp, nhưng mục đích của họ không phải về mục đích chính trị. Người ta không, nói chung là đến 99% những người đó người ta không quan tâm đến chính trị, mà người ta quan tâm là quan tâm đến vấn đề kinh tế, mà vì vấn đề kinh tế mà người ta sẵn sàng chấp nhận làm gọi là cái cu li, nói từ 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 nô lệ thì nó không đúng lắm, nhưng mà gọi là từ cu li, tức là người ta phải chịu quản lý, chịu sự quản lý của cái nhóm người nào đó, mà cái nhóm người đó là quản lý không những về vấn đề tài chính của họ mà quản lý cả vấn đề cuộc sống của họ. Cho nên là tiền nong như nói thành mà nói là cái tiền làm ra được người ta không được hưởng 100%. Người ta bị những bọn chủ chủ lao động nó trích lại một phần, và bọn chủ lao động là nó sống bằng những đồng tiền đó, và nó sống bằng những đồng tiền là lừa gạt những người mà đi ra ngoài bằng cái đường bất hợp pháp đó. Xin được hỏi anh là cái phong trào mà từ những năm 1982, 83 rất nhiều người đi sang Nga, từ Việt Nam đi sang Nga gọi là xuất khẩu lao động, lúc hình như là lúc đó gọi là hợp tác lao động chứ không phải là gọi là xuất khẩu lao động. Hợp tác lao động, tức là như này, khi mà mình qua bên này, qua bên tiệm khắc, lúc đó là tiệm khắc, thì không có dạng xuất khẩu lao động. Hồi đó là học sinh học nghề, tức là cử qua bên này để học nghề, sau 5 năm là quay về nước. Chứ ai đã học xong tất cả các thứ phải về nước, chứ không được phép ở lại, mà ở lại chỉ có trốn thôi. Cho nên cái thời kỳ đó là có 3 loại này: học sinh học nghề này, thực tập sinh này, và đi làm nghiên cứu sinh hoặc là đi làm luận án tiến sĩ. Thế bắt đầu ở bản tiệm khắc thì là những cuối năm 1981 thì có những cái đợt gọi là đợt xuất khẩu lao động đầu tiên. Cho nên là dần dần từ năm 81 cho đến lứa cuối cùng là tháng 6 năm 1989 thì đấy gọi là hợp tác lao động. Tức là sang làm việc, sang lao động, sau đó khi mà hết cái hợp đồng lao động với nhà máy rồi thì là phải về nước. Nhưng mà cuối năm 89 khi mà Đông Âu cái chế độ, cái hệ thống cộng sản bị sụp đổ, thì các nhà máy là hủy hợp đồng với công nhân Việt Nam.
thì có những công nhân là họ trở về nước, nhưng mà cũng rất nhiều công nhân là tìm đủ mọi cách ở lại, bởi bởi thời thời gian nó ở lại bên này dễ lắm. Cho chẳng hạn bên Đức, là từ bên Đông Đức, là nếu ai muốn về nước thì là chính phủ Đông Đức là trao, à, chính chính phủ Đức là sẽ đưa cho họ, mình không biết cụ thể bao nhiêu, hình như là 3.000 hay 5.000 D-mark để về nước. Thì có những người thì họ không nhận tiền đó, không về nước, mà người ta ở lại tìm đủ mọi cách để sinh sống, và sinh sống để người ta trụ lại ở cái đất, ở Đức, đất nước của mình này. Còn cái thời kỳ đó ở bên bên Đức mà những ai cầm 3.000 hay 5.000 D-mark về trong nước thì số tiền to lắm. Gọi cúc cái thằng đó ở Việt Nam nghèo nghèo lắm, cho nên là 3.000 hay 5.000 đề mắt là trở thành đại gia, người ta có thể buôn bán, người ta có thể mua nhà. Nên từ năm 81 ở các nước khác thì mình nghĩ là nó cũng 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 tương tự như khác, rồi bắt đầu từ năm 81 cho nên đến năm 89 là có cái phong trào là hợp tác lao động, hay là gọi một cách chính xác là xuất khẩu sức lao động của người Việt Nam sang các nước làm thuê. Vâng, thưa anh. Anh có thể ước lượng cho đến khoảng năm 1987, tức là trước khi có cái chuyện năm 88-89 bắt đầu có cái chuyện cách mạng của Đông Âu đó, thì tới cái giai đoạn năm 1987, anh ước lượng rằng anh có thể ước lượng đâu là cả Đông Âu, cả khối Đông Âu, Ba Lan, Đức và Nga đó là tổng cộng là bao nhiêu người trong cái diện là gọi là xuất khẩu lao động đó. Thật ra như này, nếu mà nói và kể cả cả khối Đông Âu thì mình không biết được, bởi vì không có số lượng, nhưng mà chỉ riêng với tiệp tiệp khắc thôi, cho đến cuối năm 89 thì cái số lượng xuất khẩu lao động cũng chỉ là vài ngàn người thôi, không nhiều. Còn ở bên Đức bao nhiêu, bên Nga bao nhiêu, bên Nga bao nhiêu, bên Hung bên Bulgaria bao nhiêu không, mình không biết. Bên Hungary là không có xuất khẩu lao động nhé, thì vâng. Liên Xô, khác, Bulgaria. Và cho tới giờ này anh có thể ước lượng là cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại các quốc gia Đông Âu đó khoảng chừng bao nhiêu thế? Ước lượng nói về một con số cụ thể thì khó nói lắm, bởi vì là có những nhiều người, phần rất nhiều người sau này đi du, chẳng hạn như lần họp ở Praha, họp của bên bên chính phủ Séc, thì người ta nói rằng là cái số lượng người Việt Nam sống hợp pháp ở bên này là cái thời kỳ đó, là cách đây cũng cũng phải cũng 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 chục năm, là 60.000, cỡ khoảng 60.000, nhưng mà cái số lượng người mà ở bất hợp pháp thì cũng cỡ khoảng một nửa số, tức là cỡ khoảng 30.000. Nên nếu mà nói về hợp pháp thôi thì mình nghĩ là ở bên Đông Âu này cũng phải vài trăm ngàn, Vâng thưa anh, có một một số những, triệu thì chắc chắc là không đến đâu. vâng, 1 triệu thì không đến, có một số anh chị em cũng có nói với em là ước lượng là con số 1 triệu, tuy nhiên em nghĩ là chắc cùng lắm là chừng 700 hoặc 800, 700 ngàn, em nghĩ là như vậy, dĩ Bởi nhiên. như này này, cái thời kỳ những năm đầu tạo đầu 90 thì ở bên khác là cái lực lượng mà công nhân xuất khẩu bên này thì chỉ có vài ngàn thôi, nhưng những ai về nước thì họ về, và những ai ở đây thì họ đi tìm công việc làm, mà thời kỳ đó là chỉ có đi buôn bán thôi. Sau đó bởi vì cái thời kỳ đó là chính phủ Séc nó dễ lắm, có thể làm thủ tục để đón vợ đón con đón người nhà sang, trên một người có thể đón ba bốn người, trong ba bốn người lại đón tiếp những người khác, nên số lượng nó phát triển, nó phát triển rất rất nhanh. Nhưng đến đến những năm 2000 và thời kỳ 2005 2007 thì nhà nước Séc nó mới mở cửa để cho công nhân, cho công dân Việt Nam có thể làm đơn qua Séc để kinh doanh hoặc để đi lao động. Cho đến 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 cuối năm 2007 thì họ khóa khóa cái cửa đó, Vâng, thưa nên sang sang khá khá nhiều.
Vâng thưa anh, ở Đông Âu nó có hai cái vùng kinh tế hết sức đặc biệt, vùng thương mại hết sức là đặc biệt. Tại Praha là có một cái vùng thương mại là tên là Sapa, và ở Berlin ấy, Berlin ấy, nó có một cái vùng thương mại Đồng Xuân. là Đồng Xuân. Thì xin được hỏi anh có thể ước lượng rằng cộng đồng của người Việt Nam tại Đông Âu đó có khoảng bao nhiêu người đang là triệu phú, đang cầm cái số tiền trong tay là triệu phú? Tức là có khoảng bao nhiêu triệu phú? Về triệu phú hiện nay, triệu phú thì phải nói triệu phú đô la chứ Vâng, không chính không xác, chính xác. qua triệu phú crôn được. Chính xác, triệu phú đô Vâng, la. thì cái thật ra là không ai có thể tính được, Dạ. nhưng mà cái lượng mà triệu phú đô la người Việt mà ở Séc thì mình nghĩ là cũng không ít đâu, Vâng thưa anh. nhưng mà nói là số lượng bao nhiêu thì chịu không ai biết được, Dạ vâng. bởi vì có những người ta hoạt động hợp pháp, Dạ. gọi là hợp pháp như này này. Cái thời kỳ đầu là bất hợp pháp, thời Dạ. kỳ đầu nói rằng là buôn bán, những người mà sau này mà giàu là thời kỳ đầu là buôn bán không bất hợp pháp, thì người ta giàu và đến lúc người ta giàu, người ta có tài sản rồi thì họ bắt đầu chuyển thành hợp pháp, người ta mua bất động sản hoặc làm thế này làm kia, thì cho đến bây giờ là họ là cái tài sản của họ trở thành hợp pháp. Nhưng có những người mà bây giờ vẫn tiếp tục làm những việc buôn gian bán lậu thì cái số tiền của họ thì không ai có thể biết được. Để nếu mà bên 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 sở thuế hoặc là bên cảnh sát kinh tế nó biết thì nó go 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 của ngay. Nhưng là số lượng mà triệu phú đô la của người Việt ở Séc thì mình nghĩ là cũng bé, cũng phải vài vài chục. Vâng thưa anh, sở dĩ em hỏi như vậy đó là bởi vì em là người đi rất nhiều nơi, từ Úc Đại Lợi, từ các tiểu bang bên Mỹ, 18 tiểu bang em đã sống, và Á Châu. Tất cả những nơi nào có người Việt Nam, đặc biệt là những người vượt biển hoặc những người mà như hồi anh nói là những người lưu vong chính trị đó, thì em mới có gặp, tức là đi rất đông như vậy là mới có tiếp cận được khoảng chừng 1 đến 2 người thôi, tức là 1 đến 2 người là triệu phú đô la. Trong khi đó đó, tại Tiệp và tại Đức thì cái quan hệ của em thôi đó thì cũng là khoảng hơn 10 người là triệu phú đô la. Cho nên nó có một cái điều gì đó chắc rằng là những người ở Đông Âu đã cực kỳ là khéo, đã cực kỳ là cực khổ để có thể làm ra được một cái tài sản to lớn như vậy ở trên đất Đông Âu. Xin được hỏi anh, có phải là như vậy, sự khôn khéo và tài năng của họ, hay là nó còn có chuyện tiền bạc chuyển tiền lậu thế này thế kia? Mình nghĩ là có ba cách. Cách thứ nhất là mình phải thừa nhận là có những người làm ăn rất là chân chính, và do cái sức lao động cần cù của họ, do sức sáng tạo của họ, thì họ cuối cùng họ gom được cái lượng tiền không phải là nhỏ, và từ lượng tiền đó họ tạo cho nó nảy sinh ra trở nên triệu phú. Mình tin rằng là có những người như vậy. Còn cái lượng thứ hai, còn cái loại thứ hai là do buôn gian bán lậu, chẳng hạn như là trồng trồng cần sa này, sản xuất ma túy này, hoặc là trốn thuế này để mà trở thành triệu phú. Đấy là loại thứ hai. Và loại thứ ba đó là loại rửa tiền cho các quan chức cộng sản ở ở Việt Nam, mà mình biết là có những trường hợp như vậy, Dạ mà rửa tiền cũng không phải là rửa ít đâu mà rửa nhiều. Cái đợt mà tay Tô Lâm dẫn dẫn tùy tùng dẫn, dẫn tay sai sang để mà bắt Trịnh Xuân Anh ở ở Đức, thì là trên báo chí đã nói là coi như là chuyển sang như thế là 6 triệu euro mà Dạ vâng thưa anh. Vâng nó dứt khoát là cái số tiền đó không thể chuyển theo con đường chính thức. Dạ vâng.
Ngay như là một số những cái thông tin mà em nắm được về cái chuyện những người gọi là đi thùng nhân, tức là những người đi rồi bị chết hoặc là chưa chết hoặc là không chết, đi từ Việt Nam đi sang bên tàu, rồi từ bên tàu bay máy bay sang bên Bỉ, rồi hoặc là bay máy bay sang bên Pháp, rồi từ bên Pháp tìm cách này cách khác đi tàu, đi thùng, đi xe thùng để vào Anh Quốc đó, thì cái tiền chuyển, tức là những cái chuyện tiền bạc nó đều là, tức là khi mà họ đi được đó, họ đi thoát đó, thì cái chuyện thanh toán tiền bạc là hoàn toàn qua cái ngã Đông Âu, tức là hoàn toàn qua cái ngã bên Anh, bên tiệp khắc là giải quyết thanh toán với Việt Nam. Tức là họ đi từ ở bên Việt Nam mà đi sang tới Pháp thôi thì đã là khoảng 12.000 đô la. Mà khi mà từ Pháp vào tới bên Anh Quốc đó, thì thêm khoảng 12 đến 13.000 đô la nữa. Rồi đến khi mà họ gọi là họ thành công được, em để trong cái chữ ngoặc kép, chữ thành công trong ngoặc kép, ở bên bên Anh Quốc, mỗi 4 tháng họ gửi về những số tiền là xanh mặt, những số tiền 300-400 ngàn, chứ không phải là rẻ rúng gì đâu, thì họ là họ gửi qua cái đường, theo em được biết là gửi qua cái đường của bên Anh hết, cái đường bên tiệp khắc Qua hết. đường như này mình nói nhá, theo như mình được biết ấy, thì tất cả những cái chủ của đường dây đó đều là ở ở Đông Âu cả, và nó bắt đầu nó mở cơ sở sang bên Pháp, sang bên Bỉ, sang bên Hà Lan. Thì khi mà thu tiền ấy thì là người ở trong nước, thân nhân trong nước phải chồng một nửa, có thể là 12.000, có thể 15.000, có thể 16.000, và cuối cùng là càng ngày là cái số tiền mà phải chồng càng cao lên, bởi càng ngày thì cái đường đi nó càng khó hơn. Thì chồng một nửa, rồi đến khi mà qua được bên Anh rồi thì người nhà phải chồng tiếp nửa nữa, tức là hai. Còn cái số tiền tổng cộng thu thật bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà theo như mình được biết là ít nhất là cũng phải là 15-16 ngàn đô la ở trong trong những trong số những người đang đang coi livestream của mình, là có những người nắm chắc những số lượng đó. Mình biết thì, nhưng mà sang bên kia thì cách chuyển tiền, bởi vì là sang bên Anh nếu mà cứ gọi đóng ngoặc hoặc thành công chót lọt, sang bên Anh phải đi trồng cỏ, thì là cái tiền mà gọi là tiền công để trồng cỏ, thì những người đó làm thế nào mà có chuyện chuyển không thể chuyển hợp pháp về Việt Nam được, mà lại phải qua cái đường dịch vụ, tức là qua cái bọn chủ những người trồng cỏ đó, nói với nó, nói bọn nó để bọn nó chuyển tiền cũng theo đường dịch vụ về gia đình của họ ở ở trong nước. Chính xác, theo những thông tin em được biết đó, là chỉ cần một cú telephone thôi. Trong vòng 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ tại Việt Nam sẽ nhận được những số tiền, mà những số tiền đó nó không hề là ít. Cả nếu mà tính tiền euro đó là cả gần 100.000 euro mỗi 4 năm tháng khi những người đó họ chuyển tiền về. Thì cái tiền đó nó tại sao và từ đâu, làm cách nào để trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ là người bên Việt Nam đã nhận được tiền rồi. Thì đây là một cái câu hỏi lớn để cho chúng ta nhìn ra cái góc cạnh triệu phú của các ông bà gọi là đang sống lưu vong tại bên tiệp khắc. Tuy nhiên song song đó cái chiều hướng tiêu cực như vậy nó còn có những cái chiều hướng hết sức tích cực. Em nhớ có 2 lần đi với anh, dĩ nhiên còn đi với nhiều người khác nữa, nhưng mà đi với anh có 2 lần là 2 người phụ nữ đi ra đón chúng ta ở ngoài đường đi vào nhà, mà thời tiết là thời tiết 0 độ, ra ngoài đường chúng ta xuống xe thì 2 người phụ nữ đó là mặc đồ ngủ, tức là mặc mặc đồ rất là mong manh, đồ trong nhà đó, và đi chân đất, tức là không không có dép gì cả. Thì em nhìn thấy như vậy là em kinh hoàng, em kêu trời đất, như vậy thì bệnh chết. Thì người ta nói là không, chúng em quen rồi. Quen rồi, quen rồi. Xin được hỏi anh tại sao họ lại như vậy, lại quen cái chuyện lạnh giá, chuyện bút giá như vậy?
Có một trường hợp thì cái trường hợp đấy là cái cô là cô chủ nhà và con gái của cô là học rất giỏi và nói tiếng Séc rất giỏi, thì là thành là định làm cuộc ghi âm với cô, nhưng mà sau đó là không thành. Đấy là cô chủ nhà, thì từ trong nhà cô chạy ra thì là có tiện như thế. Còn cái thứ hai, còn người thứ hai là một công nhân lao động, mà công nhân lao động họ sống trong những cái hoàn cảnh khó khăn, gọi là khắc khổ, cho nên là đúng là họ quen như thế rồi, mặc rất là phong phanh, mặc ở trong nước, ở bên này đấy là bộ quần áo ngủ, nhưng mà ở người dân nước mình thì quen rồi, cứ Là mặc mình như thế chạy ra chạy vào. BMA. Trời mùa đông, hôm đúng là trời mùa đông trời lạnh, anh em mình thì áo áo trong áo ngoài, khăn quàng mũ miếc quanh là kín mít, nhưng mà cô ta chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ngủ và đi 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 rồi ra lệ, không thể có tất nữa. Thì bản thân mình nhìn mình cũng kinh, nhưng cô hỏi tôi, bọn em sống như vậy quen rồi. Vâng, quả thực là đất nước của chúng ta đã có một cái giai đoạn hết sức đau đớn. Em có những người thân hết sức thân hiện tại bây giờ đang sống bên Đức và là những nhà đại tư bản, gốc gác là đi từ Tiệp Khắc, và họ đi tới Tiệp Khắc là họ đi đến Nga, rồi từ Nga mới sang bên Tiệp Khắc, rồi từ Tiệp Khắc ngày nay đang ở Đức. Những người đó là từ những giai đoạn năm 1950, đó là gia đình của họ, đó là bố mẹ của họ là bị đố tố thê thảm, tức là đó là những người gọi là thành phần giàu có thượng lưu của xã hội Hà Nội trước cái giai đoạn năm 1954. Và quả thực rằng cái sự kiên nhẫn để mà đạt được, gặt hái được cái thành công để trở thành một một người đại tư bản như vậy thì quả thực là em phải hết sức kính trọng. Có những lúc Mình xin nói một cái này nhé. Mọi người cứ nghĩ rằng là tất cả những người mà vượt biên bất pháp ra nước ngoài sống là toàn làm để làm những cái điều mà sai trái, vi phạm pháp luật, cả như trồng cỏ, sản xuất đá, thì mình không đồng ý với cái suy nghĩ đó. Bản thân mình biết có những người là đi hợp pháp qua Nga, xong từ Nga phải trốn sang bên này, nhưng mà cái sự việc đó cách đây 30 năm rồi, nhưng mà bây giờ họ là những doanh nhân thành đạt, buôn bán một cách hợp pháp. Những người đó mình biết, cụ thể mình biết, mình có thể nói tên ra được, chứ không phải tất cả những ai đều vượt biên theo kiểu bất pháp sang là đều là phải sống cuộc sống phi pháp cả. Bởi vì thời kỳ đó thì ở bên Séc, như mình nói vậy, để làm các thủ tục cư trú mà để cư trú hợp pháp bên này không khó, không khó như bây giờ. Nên khi mà sang họ làm được giấy phép cư trú hợp pháp thì họ bắt đầu đi vào con đường buôn bán một cách nghiêm chỉnh, và họ tiết kiệm bằng cái sự nỗ lực của bản thân và của gia đình, thì bây giờ họ trở thành những doanh nhân thành đạt. Tất nhiên có những người mặc dù là đi hợp pháp từ Việt Nam qua Séc, nhưng bây giờ là ngồi tù ngồi tội và chỉ chăm chú vào làm những cái việc bất hợp pháp thì cũng có, mặc dù là đi được phép. Anh đi máy bay, anh sang bên bên Praha đi bằng máy bay, anh xuống máy bay, anh đi làm các thủ tục cư trú hợp pháp, ok. Nhưng bây giờ họ chỉ chăm vào làm những việc bất hợp pháp thôi. Ngược lại, có những người đi bắt buộc phải bằng con đường bất pháp, nhưng bây giờ họ sống hợp pháp và họ trở thành những doanh nhân thành đạt. Vâng, đối với em đó, em có một cái sự chia ra của hai giai đoạn, tức là những người nô lệ đi bằng cách này hay cách khác từ Đông Âu, từ Việt Nam sang bên Đông 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 Âu, đó là cái giai đoạn đầu em coi đó là giai đoạn nô lệ. Tức là từ những năm 1980 đến những năm 1990. Nhưng từ cái giai đoạn khi họ quyết định ở lại sau cái cuộc biến chuyển của chính trị tại Đông Âu đó, từ những năm 1990 cho tới 2010, cho tới tận ngày hôm nay đó, thì cái
cái đó nó không còn là nô lệ nữa. Đó là những người, đối với em đó, đó là những người hết sức khôn khéo và hết sức là nhạy bén đối với thị trường của Đông Âu để họ trở thành những người thành công như ngày hôm nay. Đất nước Việt Nam sau này nó sẽ phải nhờ họ rất là nhiều, bởi vì họ là những người từ cái xã hội của cộng sản nó nhiễu nhương lúc mà chuyển đổi như vậy đó, mà họ thay vì là chính những người bản địa còn đang lố cố lúng ta lúng túng thì họ đã trở thành những thương nhân hết sức đặc biệt. Em nghĩ rằng chúng ta cần phải nhìn những người này như là một cái thành tố hết sức đặc biệt cho cái giai đoạn chuyển đổi đất nước sau này. Vì thế mà cái khái niệm mang gọi là nô lệ đó, nó chỉ có một cái giai đoạn những người đó khi mà những anh em phải ký kết đi xuất khẩu lao động đó, thì nó là một hình thức nô lệ. Nhưng sau năm 1990 thì nó là khác hẳn, bởi vì lúc đó không còn cái gọi là cái chế độ gọi là hợp tác lao động nữa. Không biết anh có đồng quan điểm như vậy hay không? Chắc là anh không đúng. Chuyện mà gọi là nô lệ em à? Dạ. Thì mình thấy mình phân ra hai loại. Với những người mà vượt biên cách trái phép sang bên này có hai loại. Một loại là họ vượt biên trái phép nhưng mà phải qua một cái đường dây, tất nhiên phải trả tiền rất nhiều, nhưng họ sang với mục đích là để đoàn tụ gia đình. Thì qua bên này vẫn là họ xin và chạy tị nạn. Cái những cái chuyện gì mà xảy ra trên đường từ bên Nga qua bên này mà phải vượt rừng, phải đi tuyết, đi vào ban đêm, những cái chuyện mà xảy ra như thế thì mình không muốn nói ra. Vì có những cô mà lúc đi thì chưa có bầu, nhưng mà cái thời kỳ mình phải làm việc ở trong các trại tị nạn rất nhiều, là có những cô sang bên này là có bầu 2-3 tháng rồi. Thì những chuyện đó là chuyện mình không đặt vấn đề. Nhưng mà những người mà qua bên này với mục đích là đi đoàn tụ gia đình thì sang được đến đất Séc thì họ sẽ vào các trại tị nạn, họ xin tị nạn và gia đình của họ đang sống ngoài, chẳng hạn như là chồng hoặc là bố mẹ ở đấy, thì bắt đầu tìm cách dần dần đủ mọi cách. Mình nói là đủ mọi cách, kể cả hợp pháp hoặc là bất hợp pháp, hoặc là nửa hợp pháp nửa bất hợp pháp, để mà kéo được người thân của mình từ trong trại tị nạn ra và làm một cái giấy tờ hợp pháp cho, thì những người này không bị biến thành nô lệ. Nhưng còn có những dạng mà coi như sang bên này đi hợp pháp đàng hoàng, có giấy tờ sang lao động, nhưng mà phải đi lao động trong một thời gian. Thì trong thời gian đó, tức là gọi là cu ly, là phải cống tiền cho những cái bọn chủ lao động đó. Rồi tất nhiên rồi từ một thời gian dần dần họ cũng tìm cách ra ngoài, tách ra khỏi sự quản lý của những chủ lao động đó, để mà họ làm riêng. Bình thường những người này là họ cũng có họ hàng bà con bên này rồi, thì bắt đầu là tìm cách để đi làm việc cho bà con bên này, trong dần dần sau một thời gian họ làm, họ có một cái số vốn nhất định thì họ tách ra để đảm bảo cuộc sống độc lập của mình và bắt đầu tìm cách đón vợ đón con sang bên này. Nhưng chính là gọi là cu ly là cái loại mà cái sang bên này đi hợp pháp nhưng mà đi theo đường lao động, nhưng mà lao động trong đường nhảy. Vâng, chúng ta đang từ cái câu chuyện những người hợp tác lao động, những người sống lưu vong, đời sống lưu vong ở tại Đông Âu. Em xin được hỏi anh là trong thời gian vừa qua, trong 3-4 ngày vừa qua, là có cái câu chuyện là gần 7.000 người, tức là ngày 18 tháng 3, là gần 7.000 người đã về Việt Nam. Và những người làm truyền thông tại Việt Nam thì gọi những người đó là Việt Kiều, tức là những người lưu vong, là những người Việt Kiều đã vì là nước sở tại không có tức là không có bảo đảm được đời sống tốt cho họ trong cái chuyện chống dịch, cho nên họ trở về Việt Nam để chống dịch. Thì trong đó nó có khoảng 600 người từ Đông Âu, khoảng 600 người, theo em biết được 600 người từ Ba Lan, từ Đức, từ nơi anh, tức là nơi tiếp khắc. Thì xin được hỏi anh đó là tại sao nó có cái con số là 600 người từ Đông Âu như vậy, và thực sự là họ là những người tự nguyện trở về hay là họ vì lý do gì đó không sống được mà họ phải trở về? Đó là cái thành phần 600 người mà từ Đông Âu của anh. Cái thành phần thứ hai là khoảng gần 6.000 người, tức là khoảng 5.400 người là ở ASEAN, tức là ở những nước Á Châu và Hàn Quốc, thế này thế nọ.
trong những ngày sắp tới đó là sẽ có 17.000 người nữa. Thì xin được hỏi anh là những người đi về như thế đó là theo anh lý do vì sao họ 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 trở về Việt Nam, và phải chăng họ là những người Việt kiều hay là họ là những người xuất khẩu lao động theo cái tính cách nô lệ? Mình dám khẳng định rằng họ không phải Việt kiều. Lần trước mình đã nói là mình cực kỳ ghét hai chữ Việt kiều này, nhưng mà ở thời điểm này thì mình nói như này: Việt kiều là những người đã được phép sống định cư, hoặc là người vẫn có quốc tịch Việt Nam nhưng mà được phép sống định cư ở nước ngoài. Và cái thành phần Việt kiều chính ý, là những người mà gọi là người địa phương gốc Việt, tức là trước đây họ là người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam, chẳng hạn như mình, chẳng hạn như Thành. Thế nhưng bây giờ là quốc tịch của mình được xét, quốc tịch của Thành là Pháp. Chứ còn cái diện mà đi xuất khẩu lao động hoặc là tìm cái do những hoàn cảnh khác, đoàn tụ gia đình sang bên này, thì đâu phải là Việt kiều. Họ chỉ với mục đích là sang đây làm ăn một thời gian, kiếm được tiền, một cái lượng tiền nào đó, rồi họ lại trở về nước để họ sống trong nước. Còn lý do tại sao mà bây giờ lại có 6 trăm, mình không biết số lượng cụ thể, như 6, cứ cho là 600 người Việt ở Đông Âu trở về Việt Nam, và mấy ngàn người Việt ở các nước ASEAN trở về Việt Nam trong cái vụ đại dịch này, thì mình nghĩ là do cái cách lừa đảo, do sự lừa đảo của cái tà quyền Việt Nam, là trong khi ở trên thế giới, ở châu Âu và ở các nước Đông Nam Á thì là cái dịch, đại dịch corona Vũ Hán bùng phát, thì ở Việt Nam là 16 trường hợp là giải quyết xong. Bây giờ đổ ra một số những trường hợp mới mà là toàn những người do những người Việt hoặc là những khách nước ngoài ở châu mang vào. Thì cho nên là có nhà dân ở bên này thì cảm thấy của Việt Nam là tình hình ổn định quá, ở các nước khác thì là dịch nó bùng nổ ra như thế tan hoang hết rồi, mà Việt Nam là cuộc sống vẫn bình thường. Cho nên họ kéo nhau về để họ nghĩ rằng họ sẽ tránh được cái dịch đại dịch này. Nhưng mà họ không nghĩ đến khả năng là đến lúc đại dịch này bùng nổ ở Việt Nam thì họ sẽ không còn con đường chạy đi đâu nữa. Bởi tất cả các cửa biên giới, bản thân Việt Nam đã khóa cửa với toàn bộ 27 nước ở châu Âu, khóa cửa với Đông Nam Á, khóa cửa với Hàn Quốc, khóa cửa với Nhật rồi, thì lúc đó họ chạy đi đâu? Và họ theo cái suy luận của người Việt Nam nước thì họ là gánh nặng cho người dân ở Việt Nam trong nước. Họ được sử dụng tiền, họ được cách ly, họ được ăn uống bằng cái tiền thuế của người dân trong nước, và người dân trong nước quay ra chửi họ: thế thì mẹ tôi về Việt Nam để mà tôi nghe chửi, tôi về làm chó. Và trong cái đó thì tôi ở bên này, ai kinh doanh ở bên này, ai lao động ở bên này có trả bảo hiểm xã hội, trả bảo hiểm y tế, thì tất cả những sự bảo hiểm xã hội, trả bảo hiểm y tế, như vậy thì là khi có bệnh tật gì cả thì nhà nước hay là bảo hiểm y tế thay họ trả 100%, họ không phải trả bất kỳ một xu nào cả. Vâng, nhưng mà về nước bây giờ nhớ có chuyện gì nói là điều trị 100% miễn phí, mình không tin chuyện đó, mình không tin. Thưa anh, đi thăm bình thường trong nước còn trả tiền, nằm bệnh viện còn trả tiền nữa, mà bây giờ cái điều trị cái virus Vũ Hán này mà hoàn toàn miễn phí thì mình không tin một chút nào. Thưa anh Đoàn Hòa, nó có một cái câu chuyện chúng ta cần phải nhìn thật sâu, nhìn thật kỹ, đó là những cái hợp đồng hợp tác lao động đó. Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản, giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa Việt Nam và Malaysia, và giữa Việt Nam và một số các quốc gia tại Địa Trung Hải, tức là Ả Rập Saudi chẳng hạn, là cái con số đó nó không hề nhỏ. Trong thời gian sắp tới, khoảng 17.000 người, tức là trong vòng tuần tới này, 17.000 người sẽ về. Anh có hình dung, anh có nghĩ rằng 17.000 người đó
cũng giống như là 5.000 người, 6.000 người vừa mới từ ASEAN, tức là những quốc gia ASEAN đổ ngược về Việt Nam đó. Họ là những người được ký những hợp đồng lao động 1 năm hoặc 2 năm ở những cái quốc gia Nhật Bản, Đại Hàn hoặc là Địa Trung Hải hoặc là Malaysia, và họ không thể ở lại được bởi vì các hãng xưởng, các cái nơi đó đóng cửa, thì họ phải trở về, bắt buộc họ phải trở về. Và khi họ trở về Việt Nam đó, thì họ được đánh tráo khái niệm nhà nước gọi họ không phải là lực lượng lao động bị vỡ hợp đồng, mà gọi họ là những Việt kiều tự nguyện về nước, bởi cái lý do là những quốc gia mà những người Việt kiều này đang ở đó không có đảm bảo được đời sống của họ, cho nên họ phải về Việt Nam để hưởng được sự bảo vệ của chính quyền Việt Nam. Thưa anh, có một cái hình thức đánh tráo khái niệm đã xảy ra và đang xảy ra hay không thưa anh? À, như này này, mình có một phần mình hiểu được là tại sao những cái người dân Việt Nam làm việc ở các nước ngoài kéo nhau về nước, thì cái là một phần là bởi vì do trong cái đại dịch virus Vũ Hán này, các nhà máy đóng cửa, họ không có việc làm, mà họ ở bên ấy bơ vơ. Thật ra dân lao động ở bên ấy mà làm được bao nhiêu tiền thì họ rút hết ruột hết tim mình, họ gửi về 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 trong nước cho người nhà, trên cái tiền để mà họ có thể chi tiêu được ở trong cái thời gian họ không có công ăn việc làm là cực kỳ khó khăn. Cho nên là họ về nước để mà họ có thể trông cậy vào gia đình và người thân của họ để họ sống. Thì đấy là cũng là một lý do, nhưng mà lý do này mình nghĩ là lý do nham hiểm hơn, mình nói gọi là nham hiểm. À, Việt Nam lôi kéo dùng mọi hình thức, dùng mọi thủ đoạn lừa bịp để mà cái dân Việt Nam, mình không gọi là Việt kiều, từ nước ngoài kéo về, để sau này nếu mà cơn dịch này ở trong nước nó bùng nổ ra thì sẵn sàng thì rất, chính quyền tạo quyền Việt Nam rất dễ dàng đổ. Đấy là do cái dân Việt Nam ở nước ngoài nó mang về đấy, chứ không phải là chính phủ là không làm mọi việc để mà ngăn cản, nhưng bởi vì là cái chuyện mà dân về hàng ngàn người, hàng chục ngàn người về thì nhà nước không thể quản được. Nhà nước dù có thể cách ly như vậy chỉ cách ly được một thời gian, trong cái đó cái cơn ủ bệnh nó không phải là 10 ngày, không phải 14 ngày, bây giờ là 24 ngày thì nó bùng ra thì nhà nước không quản lý được. Cho nên là cái là ngoài cái trách nhiệm của nhà nước. Với mình nghĩ là tà quyền cộng sản Việt Nam nó dùng những cái người Việt Nam ở nước ngoài về làm con bài cho bọn nó. Vâng, thưa các anh chị em, quả thực là chúng ta đang phải đối diện với một cái hành vi đánh tráo khái niệm một cách hết sức là thâm hiểm. Bởi vì những người, đối với em suy luận, đối với em nhìn nhận với những thông tin đó, là những người lao động từ ASEAN mà bị vỡ hợp đồng, tức là không còn được việc nữa, và các nước sở tại đó họ vì là vỡ hợp đồng, vì là liên quan đến đại dịch cho nên đó, không có để ở lại quốc gia, ở Mã Lai, ở Đại Hàn, ở Đài Bắc, tức là Đài Loan và thậm chí là Thái Lan, cho nên là sẽ bắt buộc là phải trở về nước. Những người đó phải được công bằng, những người làm truyền thông của Việt Nam phải công bằng ôm giữ những người đó, bởi vì khi gửi người ta đi lao động là các ông ăn cái tiền gọi là tiền hoa hồng của người ta, ăn cái tiền trên đầu của người ta, thì đó là một cái dịch vụ của nhà nước. Cái tiền gọi là tiền ăn giữa hợp đồng đó là những người làm chính quyền đã hưởng trên đầu trên cổ của người ta. Ngày hôm nay người ta về là phải lo lắng cho người ta, chứ không phải là anh bán cái rằng à đây là những người Việt kiều ở bên ngoài về nước và họ sẽ phải trả phí, thì gọi là phí chữa bệnh. Thì nó đang là một cái gì đó để những người Cộng sản Việt Nam đang cố gắng lèo lái rằng à cái chuyện dịch tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ phải công bố ra, thì những người cầm quyền đổ hết vào đầu những người gọi là Việt kiều để
đổ ra cái chuyện là à dịch là từ phương Tây về, chứ không phải dịch là đến từ Vũ Hán, từ phía Bắc của Việt Nam đi xuống. Em đang nhìn thấy cái ý đồ này. Cái rõ ràng đấy, cái lần trước cách đây hình như 3 tuần hay 4 tuần khi mà xảy ra cái vụ vụ số cô Nguyễn Hồng Nhung, thì mình viết một cái gọi là status tiêu lầm, nhưng thật là cái hàm ý của mình bên trong của mình rất rõ, tức là trọng bạc gọi điện cho trong tập là nói là đã hoàn thành nhiệm vụ, là cái chuyện và cái virus Vũ Hán này đã đổ được cho những người ở châu Âu mang về, chứ không phải là do những người Trung Quốc có mặt ở Việt Nam hoặc là tràn từ Trung Quốc sang Việt Nam gây ra. Trên suốt cả một cái thời gian, kể cả cái thời gian 16 người bị, cứ cho là 16 người bị đi, thì chỉ có hai bố con người Trung Quốc đi suốt từ miền Bắc vào miền Nam và chả nhẽ không gây một cái trường hợp nhiễm nào à? Nhưng mà bây giờ trong đó là từ cô Hồng Nhung này chuyển sang cô số 17, số 17, số 34, số sau là toàn chuyển nhau một cách cực kỳ nhanh. Và coi như là nó làm cách coi như là à cô này là đi tiếp xúc với ai được, là cái cách ly những người này, người này, người này. Nhưng trước đây cái thời kỳ 16 người làm chó thôi chuyện đấy. Dạ vâng, thưa anh. Vâng, chúng ta trao đổi như thế này để chúng ta nhận diện ra một cái vấn đề đang tiếp cận rất gần cái câu chuyện Corona Vũ Hán tại Việt Nam. Có một số người nghĩ rằng nó không liên quan, tuy nhiên đây là một sự liên quan hết sức chặt chẽ, bởi vì đây là một cái trò đánh cháo khái niệm để dẫn dắt dư luận của quốc dân Việt Nam nhìn rằng à, cái chuyện dịch đang và sẽ bùng bét tại Việt Nam, nó là lý cớ đến từ Âu Châu, nó là lý cớ đến từ bọn Việt Kiều, từ bọn lưu vong đem về cái lý luận này. Rất nhiều người dân tại Việt Nam đang bám lấy và xí vả những người lao động vừa mới trở về. Thực ra đó, họ không phải là tự nguyện trở về, nhưng mà bởi vì họ không còn một cái chỗ nào để họ sống nữa, thì buộc lòng phá hợp đồng, thì họ là nạn nhân và họ đương nhiên họ sẽ phải trở về Việt Nam. Những người làm chính quyền Việt Nam đã hưởng cái đồng lương của họ, đã hưởng cái lợi nhuận trong cái chuyện buôn bán nô lệ như vậy đó. Thật ra đây là một hình thức nô lệ. Thì phải có cái trách nhiệm đón họ về và công bằng với họ, cho những người dân tại Việt Nam hiểu rằng đây là những người đi lao động để đem một phần tiền đóng góp cho kể cả là chính quyền. Song song với chuyện gia đình của họ thì là chính quyền. Thì cần phải công bằng. Chứ đừng có cái trò mà ngày hôm nay vẫn còn lượn lờ đánh cháo khái niệm là bọn này là bọn Việt Kiều sống sung sướng thế này thế kia. Và ngày hôm nay khi mà các quốc gia của Âu Châu bị dịch bệnh, khi mà các quốc gia bên ngoài lãnh thổ Việt Nam bị dịch bệnh ấy, thì những người này lại chạy về Việt Nam để trốn bệnh. Đây là một cái trò man trá, đây là một trò xảo quyệt của bọn cầm quyền. À, thành cho mình nói một câu nhé. Mình nghĩ cái chuyện những cái tà quyền của Cộng sản Việt Nam bây giờ nó đang tung tin như thế, nó là, tức là nằm trong cái chủ trương của Bắc Kinh là đổ tội, là xóa tội, tìm cách là tránh tội, là con virus này là xuất phát từ Trung Quốc, từ Vũ Hán, mà bây giờ tìm cách là tà quyền Việt Nam đang cùng với Trung Quốc và cùng với cái bọn Ủy ban Y tế thế giới WHO làm thế nào để mà tránh tội cho bọn Trung Quốc. Chính xác, đây là cái mục tiêu chính của buổi live stream ngày hôm nay, để chúng ta, những người Việt Nam sống tại nước ngoài cũng như những người Việt Nam đang sống tại quốc nội, chúng ta nhìn ra bản chất của vấn đề, bản chất cháo trở của kẻ cầm quyền. Đồng thời chúng ta cũng phải nhìn thấy cái hoàn cảnh hết sức éo le, hoàn cảnh hết sức khó khăn, trên đe dưới búa của những người sẽ trở về, 17.000 người sẽ trở về trong tuần tới, là họ sẽ bị trên đe dưới búa. Người dân thì coi họ là à, bọn này là bọn mang dịch về, à, là bọn này là bọn Việt Kiều thế này thế nọ, khi mà sung sướng thì quay lưng lại đối với Tổ quốc. Và khi mà bị nguy hiểm, bị dịch phá, bị dịch họa ở nước ngoài thì chạy về Việt Nam. Đây là một cái thái độ hết sức là bẩn thỉu của kẻ cầm quyền mà những người Việt Nam, đặc biệt những người ở trong nước, cần phải nhìn rất rõ để biết thông cảm, để biết
yêu thương quý trọng những người, đặc biệt 17 người, gọi là 17 người nô lệ sẽ trở về Việt Nam trong tuần tới. Kể cả là cái chuyện những cái khu vực cách ly, tại sao ngày hôm nay bè bét hết bao nhiêu cái khu ký túc xá của sinh viên đều đã phải trở thành những khu cách ly. Nó là một cái vấn đề hết sức là khó hiểu. Khi mà bảo rằng đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì ngày hôm nay nó bung bét ra để cho chúng ta nhìn thấy, mọi người Việt Nam đều nhìn thấy là không có một cái khả năng gì để lo lắng cho cái tình hình dịch bệnh nó sẽ xảy ra cả. Đặc biệt kể cả những cái chuyện mà cách đây ngày 18 tháng 3 là gần 7.000 người về và tuần tới là 17.000 người sẽ về. Thầy, mình xin lỗi là mình phải kết thúc bởi vì phải đi nhá. Dạ vâng thưa anh. Em sẽ rút anh số ngày, anh gọi nói lời cuối với các anh chị em. Mình mong rằng là tất cả các bạn đang xem livestream này hoặc cũng như tất cả những người Việt Nam mà mình yêu mến, làm thế nào vượt được qua cơn đại họa này. Bình tĩnh mà vượt qua cơn đại họa này, giúp đỡ nhau bằng cả trái tim của mình, và mình hy vọng là những người Việt Nam sẽ chung sức nhau để vượt qua cơn đại họa. Đừng nghe những lời tuyên truyền liêu láo của cái ta đảng cộng sản Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn anh Đoàn Hòa đã có buổi trao đổi với các anh chị em tại Việt Nam ngày hôm nay. Xin chào, kính chào anh Đoàn Hòa. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Vâng, em sẽ kéo anh xuống. Vâng, thưa các anh chị em. Bây giờ là chúng ta với nhau. Tôi sẽ trong khoảng 10 phút để trao đổi với các anh chị em như là một sự kết luận nhỏ cho cái câu chuyện mà chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay. Thưa các anh chị em, rõ ràng là những người cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang dẫn dắt người dân để chính chúng ta coi nhau không ra gì cả. Những thành phần đã về của, tức là gọi là từ nước ngoài đổ về, cái con số 600 của Âu Châu, của Đông Âu đó, nó thực ra nó là một cái con số rất nhỏ đối với cái cộng đồng của người Việt Nam lưu vong tại nước ngoài. Nó không có cái chuyện người ở Mỹ về, không có cái chuyện người ở Úc về, không có cái chuyện người ở Tây Âu đi về, mà là vì về hầu hết là vì cưỡng bức, vì không có cách sống lại, không có cách sống ở lại ở các quốc gia đó, bởi vì hoặc là vì hợp đồng bị vỡ, hợp đồng gọi là hợp đồng lao động, mà đã nói là hợp đồng lao động nghĩa là những người tại Việt Nam ăn trên ăn chốc, khi những cái công ty môi giới để làm ra những cái hợp đồng lao động đó, những công ty môi giới họ ăn bao nhiêu tiền trên cái đồng lương của mỗi một người lao động, mỗi một giờ lao động, mỗi một tháng lương họ ăn bao nhiêu tiền. Cho nên, khi mà ngày hôm nay các hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng ở Đài Loan, hợp đồng ở Malaysia, hợp đồng ở Nhật Bản, hợp đồng ở Đại Hàn bị phá vỡ như vậy, thì chuyện đương nhiên họ sẽ phải về quê hương của họ. Cái nơi mà họ đã ký hợp đồng để đi làm khoảng 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm. Thì đã đến lúc phải công bằng những người dân Việt Nam. Xin đừng ngu dốt mãi. Xin đừng bị dẫn dắt mãi. Trong thời gian vừa qua có một số các người gọi là giáo viên, gọi là giáo sư, ông này, ông nọ, viết những status dẫn người khác vào một cái sự gọi là chửi bới, xỉ vả những người đang về nước. Chúng ta có là con người hay không? Chúng ta có là đầu óc của chúng ta có trí tuệ hay không? Có suy nghĩ hay không? Và tại sao họ trở về nước là bởi vì họ không có cách để họ sống ở nước ngoài. Nước ngoài không có một cái lối nào để cho họ sống được đó, trong khi họ là người đi làm lao động theo cái đối sách, theo cái chính sách của cái gọi là nhà nước. Thì khi họ trở về, thay vì chúng ta ôm giữ họ, thay vì chúng ta có những lời trân trọng với họ,
thì chúng ta trở thành miệt thị. Chúng ta là ai? Chúng ta có là con người hay không? Hay chúng ta là cộng sản hết rồi? Bởi vì chỉ có những con người cộng sản mới là như vậy thôi. Tức là chỉ biết sống cho mình thôi. Chỉ biết ăn, chỉ biết liếm láp cái bộ lông của mình thôi. Tức là liếm láp lông của mình thôi, không hề biết đến người khác. Thưa các anh chị em trên màn hình, xin các anh chị em đừng có trôi nổi vào những cái lời có măng xỉ vả. Hãy để cái sự xỉ vả đó tôi chịu. Không, đối với tôi không thành vấn đề. Tôi nói tiếng nói của tôi. Tôi nói tiếng nói của những người không nói được. Và chuyện đương nhiên khi nói những cái tiếng nói như vậy sẽ có những sự phản ứng, sẽ có những người gọi là dư luận viết ăn cơm chúa, họ sẽ phải múa tối ngày. Hơn nữa, thực ra là họ cũng không có hiểu. Họ không hiểu được vấn đề. Thứ nhất là tầm tuổi của họ quá nhỏ, không đủ hiểu. Cái thứ hai, họ chưa đi ra được khỏi cái lũy tre làng của họ, thì làm sao họ có thể hiểu được những cái chuyện lớn lao hơn. Cho nên kệ họ, không có trôi nổi vào, nó sẽ làm cho chúng ta phân tâm trong những cái mạch trao đổi của chúng ta. Ngày mai tôi sẽ có một cái buổi trao đổi với dược sĩ Nguyễn Quốc Nam về cái câu chuyện liên quan đến một cái loại thuốc mà phủ Tổng thống Hoa Kỳ vừa mới thúc đẩy sản xuất hàng loạt và coi đó như là một cái thuốc, phương thuốc, liều thuốc để có thể chặn được lại cái thảm dịch Corona Vũ Hán, để chờ khi có được cái công thức rõ ràng sau khi đã qua kiểm xét, sau khi đã qua thử nghiệm trên người, thì cái thời gian để thử nghiệm trên người nó cũng phải là từ 8 tháng đến 1 năm. Thì ngày hôm nay những cái công trình của người Mỹ và người Đại Hàn đã làm dừng lại được cái thảm dịch tại Đại Hàn là do cái loại thuốc đó. Chúng ta gọi nôm na là loại thuốc chữa sốt rét. Thì cái phác đồ của thuốc hydroxychloroquine đang tạo ra một số những cái luồng tranh luận. Một số những luồng tranh luận này nó đến từ nhiều yếu tố, trong đó có cả là yếu tố chính trị. Có những người không có ưa ông Trump, cho nên cái gì ông Trump nói ra, cái gì ông Trump hỗ trợ thì người ta tìm đủ mọi cách để bôi bác những điều ông Trump nói ra, ông Donald Trump nói ra. Và ông Donald Trump ở cái vị trí tổng thống, ông ta đã nói rằng cái phương thuốc này là một cái phương thuốc có thể chặn được cái thảm dịch để chờ cái liều thuốc thứ hai. Thì đối với tôi, dù rằng dĩ nhiên tôi không thể nào so sánh tôi là ông tổng thống, tuy nhiên tôi là một người Việt Nam có quan tâm đến đồng bào của tôi. Tôi thấy rằng cái quyết định của ông Donald Trump đó là một cái quyết định đúng. Bởi vì cần chúng ta sống. Chúng ta sống để chúng ta đón nhận cái phương thuốc hiệu nghiệm 100%. Chứ nếu mà chúng ta không đón nhận cái phương thuốc này đấy thì dân chúng ta chết hết à. Cho nên đối với tôi đây là điều may mắn. Khi mà những cái cuộc cái công trình chặn dịch ở Đại Hàn, họ chặn dịch bằng chính là bằng thuốc này. Hydroxychloroquine, tức là thuốc sốt rét. Các anh chị em tại Việt Nam, chúng tôi đề nghị là các anh chị em tại Việt Nam sẽ tìm cách để có thể mua được. Nhưng đây là một cái loại thuốc không phải là uống tầm bậy tầm bạ được. Tức là ngày mai tôi sẽ xin có một buổi trao đổi đặc biệt về vấn đề này, về cái thuốc hydroxychloroquine cùng với ông dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, một người dược sĩ Việt Nam thành công rất lớn tại nước Pháp. Thì hy vọng rằng sẽ đưa đến được các anh chị em những cái nhìn về chuyên môn một cách chính xác nhất về cái sự tác hại có hay không và sự lợi ích có hay không của cái phác đồ điều trị coronavirus ngày hôm nay, mà người ta dựa trên cái phác đồ điều trị bằng thuốc
chloroquine với cái liều lượng là 6 ngày, 7 ngày liên tiếp, mỗi một ngày là 600 gram. Thưa các anh chị em, hy vọng rằng buổi trao đổi ngày mai sẽ tạo ra được những sự ích lợi cho chúng ta. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng ta phải tạm biệt của ngày hôm nay. Xin kính chào các anh chị em.